Vé số đây, vé số đây. Cô chú ơi mua giùm con tờ vé số với. Báo đây, báo đây. Có ai mua báo không? Cô chú ơi làm ơn mua giùm con tờ báo với. Báo đây, báo đây. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian thôi. Đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo cho lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành như áo xanh hồi đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Dù chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai mờ, thế giới hỡi anh thêm màu xanh áo em. Xếp chiếc áo từng đêm em gối đầu. Dù mai nếu xanh về trao ước mơ. Ngày như thôi đường, rồi mãi như chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em, còn không với chiếc áo xanh với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lành. Ôi áo xanh hôm nào, ôi áo xanh như đời, ôi áo xanh như đời. Ngủ ngoan em tôi, mồ hôi ấy nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh có nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm Đập vào tay cho Ngọc Nhi, Ngọc Ánh và Bảo Hưng. Chị Như ơi, chị Như xung phong, mời chị ạ. Như nhìn tiết mục này Như bị xúc động. Tất cả mọi người ai cũng đầy đủ hết thì bỗng nhiên xuất hiện ba cô gái này. Cái sự khao khát một cái tiếng nói của những đứa trẻ lang thang cơ nhở ngoài đường. Ai cũng có ước mơ, ai cũng có quyền khao khát được sống và tụi con đã làm được điều đó. Tụi con biểu diễn, cô cảm thấy không phải là một nghệ sĩ, một ca sĩ hay là một thí sinh đang hát trên sân khấu, mà tụi con đang hóa thân thành những nhân vật, những trẻ em cơ nhở đó mà hát lên tiếng nói của mình. Cô không biết sao nhưng mà cái bộ trang phục đó làm cho các con bất cần. Các con hát một cách rất là bất cần, kệ nó, sao cũng được miễn sao mà cảm xúc của mình tới đó là được. Và thật sự là cảm ơn ban nhạc. Ban nhạc đánh tiếng trống như là tiếng nhịp tim vậy đó, thùng 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 nghe đã đời. Và thật sự em rất thích tiết mục này. Chúc mừng anh, chúc mừng Diệu Nhi. Cảm ơn. Một điều mà chú bổ sung vô ý của cô Khả Như một xíu là chú thích một điều ở cái tiết mục này của tụi con á, là ba đứa ba chất giọng và cách xử lý khác nhau hoàn toàn. Cái sự không đồng đều đó nó lại rất là hay. Tại vì là những cái đứa trẻ này á, chắc chắn nó không thể nào cùng một mẹ sinh ra. Nó là những cái mảnh đời mà nó ở khắp nơi, và ba con gặp lại nhau ở trong cái câu chuyện đó, là gặp lại ở trong cái hoàn cảnh đó và cùng nhau hát về cái bài hát đó. Một tiếng một hát dễ chịu, mang cảm xúc và dễ mang nhiều cảm xúc. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn Thanh Duy và chị Khả Như. Xin mời Huỳnh Lập ạ. Không có gì ghê gớm hết, chỉ cần mỗi bé một cái đạo cụ thôi, một cái áo đơn sơ thôi, là mình có thể thấy được rõ ràng và chân thật nhất những gì mà các bé được thể hiện qua bài hát. Có nghĩa là tụi con mang những cái mộc mạc của tụi con lên đây và tụi con trình diễn hết tất cả những gì mà tụi con có trong cảm xúc, thì tự nhiên những cái mộc đó đến với khán giả nó vô cùng nghệ thuật. Chẳng cần phải trình diễn thêm bất kỳ hay phô ra những cái kỹ thuật gì hết. Để làm chi? Để mình cảm giác trân quý những gì mà mình đang có. Và mình thật sự muốn chia sẻ đồng cảm vô cùng sâu sắc đến những bạn kém may mắn hơn mình. Và đây là một tiết mục phải nói rằng là vừa nghệ và vừa nhân văn nữa. Chú rất thích tiết mục này. Cảm ơn chú. Xin mời cô Hòa Minzy. Cô lại phải hơi khó tính một tí đấy. Thật sự cô bị ám ảnh cao độ kinh khủng. Cô vẫn cần phải các con hát hay và đúng cao độ. Cái đoạn đầu ba con hát cái phần của mình ấy rất là hay. Nhưng mà đến cái đoạn mà cả ba con cùng hát vào với nhau ấy, thì cô cảm thấy là cái cách xử lý của ba con nó chưa được cái sự hòa quyện. Nên cô nghe vẫn có một cái bạn giọng bị to quá, có bạn bị giọng bị lấn quá so với hai bạn còn lại. Đáng nghĩa ra nó sẽ đã hơn rất là nhiều, nhưng mà nó chưa được đến cái mức mà cô mong muốn. Tất cả những cái này là những cái rất quan trọng trong cái sự nghiệp ở tương lai. Cô mong là các con nghe và hiểu tất cả những điều cô Hòa nói nha. Cố lên. Cảm ơn cô. Nãy giờ anh Trung và Diệu Nhi ngồi lắng nghe cũng khá là kỹ đúng không ạ? Vì ý kiến nhận xét của cả hai đội còn lại. Còn bây giờ thì sao Diệu Nhi? Đến ngày hôm nay á, nghe tụi con trình diễn á, thì thật sự cô Diệu Nhi cũng rất là cảm xúc luôn. Nhưng mà cô Diệu Nhi phải tiếp tục tập trung để coi tụi con diễn như thế nào, hát như thế nào. Nhưng mà cô Hòa Minzy nói đúng, tụi con phải tập trung hát nhiều hơn nữa. Mặc dù là cô Diệu Nhi cũng không, trong lúc tập cô Diệu Nhi cũng không muốn là góp ý tụi con quá nhiều về cảm xúc. Chắc chắn khi mà mình đã quen hát rồi mà kêu diễn quá nhiều là sẽ gây cho mình mất tập trung lắm. Cho nên cô Diệu Nhi vẫn cứ để tụi con muốn rao tự nhiên như thế nào tụi con cảm thấy thoải mái là được. Cho nên ngày hôm nay tụi con đã có một cái buổi diễn rất là thành công. Chúc mừng ba con. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì các cặp đôi khác luôn luôn có ý kiến với anh Trung rằng là wow, rất là nể anh bởi vì nhiều ý tưởng quá trong cái phần này, vòng hòa thanh. Còn đây là ý tưởng như thế nào ạ? Khi mà chú nhận lời tham gia chương trình này, cảm ơn các con. Chú con cảm ơn cô chú. Chú có một cái lời thề với bản thân mình, một cái lời hứa. Nếu mà Hồ Việt Trung không làm được gì cho tụi con, nên trò trống không dạy cho tên con được những cái gì mà chú biết, chú sẽ không bao giờ tham gia bất kỳ một game show nào nữa. Cảm ơn tinh thần rất quyết liệt của anh. Và chúng tôi sẽ chờ đợi những tiết mục của các bé trong đội của anh trong những vòng thi đấu tiếp theo. Còn ngày hôm nay thì tụi con thân mến, rất nhiều cảm xúc được chia sẻ ở phía dưới. Quý vị khán giả cũng dành cho con những tràng pháo tay thật lớn. Và chúc mừng tụi con một lần nữa với bài hát Áo Xanh ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người. Con thấy chương trình rất là vui và con thấy các cô chú rất là dễ thương. Con xin chúc cho các bạn mùa 3 hoàn thành xuất sắc những phần thi của mình. Xin chúc chương trình có một mùa mới thật là thành công. Xin chào mọi người. ngoài ruộng sâu lúa trô đồng đòn. Trên chiếc xuồng ba lá nhỏ, hai đứa ngồi thả theo nước trôi. Ngày ấu thơ qua mất rồi, chỉ còn mộng mơ. Gió đưa câu hò xa xưa, nghe lòng như đốt lửa. Thời gian vẫn đời quê hương là tiếng gọi đầu mối. Đưa em về quê xưa, nhớ lại những chiều gió mưa, trên bờ đê dắt nhau chạy vừa. Bên kia con kênh chưa trốn nhà lửa đôi tỏ tình, bìm bịp kêu nước lớn nước rông, bài ca dao hát ru đầu. Anh nhớ mùa điên điên mơ, ước thương cứ chờ đợi anh vắng mơ. Lòng ngất ngây cơn gió chiều kéo hồn ngủ say, dẫu cho quê nghèo đơn sơ như tình quê muốn thở. Dù xa mấy đồi thương nhau hột mũi chè làm đôi. Biết bao ân tình đầm ấm trong tim mình. À ơi câu hát bay xa gọi mời thiết tha. Tình quê còn mãi chẳng qua, ta ngóng lục bình tìm cả dòng sông. Về đây nhìn các em thơ đùa vui mãi trường thuở còn học sinh. Hôm nay về thăm quê, sao lòng thấy buồn tái tê, kỷ niệm xưa sống vẫn tràn trề. Bao nhiêu năm qua xa vắng nhà, nhớ thương đậm đà, rồi bỗng dưng nước mắt rưng rưng, gặp lại nhau phút giây mừng. Lâu lắm rồi khi nhắn nhở, tim nức nở đời như giấc mơ. Tình dấu gian duyên ban đầu để người sâu đâu, thoáng như cơn mộng phù du, đi tìm trong giấc ngủ. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Tình quê vắng rồi đâu quên được những ngày đầu nói. Bà con ơi ra đây mà con cá hồi lội nó bò lên bờ, hai mắt trơ trơ nhìn trước nhìn sau. Giống như bà ta thiệt là ở không, người là nghe ngóng sớm dưới làng trên, cái số hỏng chồng lo chuyện bao đồng. Ta ngồi ta thị phi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì. Đừng để bà cô bác chê cười. Chồng lo chuyện bao đông, Tám ơi Tám, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện ơi Tám ơi, vô duyên hơi bị vô duyên. Con vịt chết chìm đá nổi trên sông, gà hí nhện kêu chuyện không nói con. Sống chung trong làng trong xóm người ơi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì. Đừng để bà cô bác dễ cười. Tám ơi Tám, nhiều chuyện cái mà nhiều chuyện ơi Tám ơi, vô duyên hơi bị vô duyên. Con ngựa có sừng cán, cuốc trổ bông, mèo gai chuột bay chuyện không nói có. Nắng mưa vui buồn đen, trắng thị phi, nhiều chuyện mà làm chi chẳng hay ho gì. Đừng để bà cô bác chê cười. Đừng để bà cô bác chê cười. Với tất cả quý vị, Minh Sù có một người bạn. Người bạn ấy tên là Lập. Anh Lập này thì có rất là nhiều những cái sự thú vị. Trước khi Lập ở nhà biệt thự đó thì Lập ở nhà lá. Trước khi mà Lập trồng web ra mà đó thì Lập trồng lúa. Còn trước khi mà Lập đi thảm đỏ đó thì Lập đi cầu. Dạ không, cái cầu này quý vị, cái cầu này rất là quen thuộc đối với Lập. Và sau rất nhiều thời gian thì Lập lại có hai đứa con. Và chắc chắn sẽ có rất nhiều sự thay đổi với cuộc đời của Lập khi mùa nước lũ tới. Ủa? Trời ơi! Thảo ơi! Ra đây coi! Nước ngập lên quá trời rồi nè! Dạ! Đâu đâu chị hai! Cho em coi với! Vui quá chị hai ơi! Thích quá! Tạt nước nè! Tạt nước nè! Tạt nước nè! À, Út dám xô chị hai hả? Cho Út biết nè! Tạt nước nè! Tạt nước nè! Chút xíu nữa là té em rồi đó chị hai. Mới có mấy ngày thôi mà nước đã lên tới chừng này rồi. Vài bữa nữa chắc nước ngập vô nhà mình quá chị hai. Trời ơi! Em lo làm gì? Năm nào nước chảy vô nhà. Mình sống chung với lũ riết thì cũng quen mà. Ý chị hai, đằng kia có con búp bê dễ thương quá kìa. Chị hai vớt lên cho em chơi đi. Được rồi, để chị vớt cho. Ê à. Ê à. Út cầm tay chị. Trời đất ơi, cái gì? Con mình rớt xuống nước rồi hả? Trời đất ơi, nó rớt ở đâu? Nó rớt ở đâu chỉ cho cha coi. Con nè. Trời ơi, con biết bơi mà. Trời ơi, ở dưới đó luôn. Ngoan, ở dưới đó luôn. Trời nhất tình nè, lên. Tôi tức quá, tôi chỉ có tôi kiếm cái râu tôi quánh mới được thiệt. Chết rồi. Sao vậy hả? Hả? Gan quá ha. Bữa nay mày đặt rồi chơi trò chơi té nước đồ, làm ta lo muốn chết à. Du nhập Thái Lan hả? 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 Mới mua cho hai cái áo sinh nhật đó rồi giờ nhảy xuống đó ướt hết trơn hết trội, làm lo muốn chết hả? Đừng có y như là mẹ cũng có mùa lũ năm đó đã bỏ ba cha con mình ở lại đó, nhớ chưa? Công nhận hai đứa rất là rảnh luôn á nghe. Tao làm muốn chết luôn, đứng hát quá trời. Trời đất ơi, quỷ. Mới mua hai cái áo nhảy cái xuống đó rồi dơ, rồi không chịu vô thay đồ rồi bệnh. Có mình cha à, hiểu không? Đi vô đi, đi vô thay đồ đi. Thấy là trời nó chuyển mưa dữ lắm rồi kìa, đi vô. Ừ mà chuyển mưa phơi em chi điên quá. Vô. Để đi lát rồi hết mưa rồi phơi tiếp. Hai đứa chuẩn bị mọi thứ đi, lũ đang kéo tới rồi, trời ơi, bơi đi, bơi đi hai con, bơi đi bơi đi con, lên thuyền, nằm đi cái thuyền, nằm đi, vô chặt con đi. Con ơi, cha nè, cha đừng có dậy con, để cha tới. Trời ơi hai con có sao không? Dạ. Mình mấy có sao không? Có chảy xước gì không? Trời ơi mừng quá, tìm được hai con rồi. Cha không bao giờ bỏ hai con, dù như thế nào cũng không bao giờ bỏ hai con đâu. Một tràng pháo tay cho Ngọc Thảo, Tiểu Bình và Huỳnh Lâm. Ướp luôn cả cái áo bên trong để làm cho cái cảm xúc nó thật nhất, đúng không ạ? Vô lấy chai nước suối đổ liền lên đầu. Đổ liền luôn. Phải nói là giống như hai chị em ở trong nhà thiệt sự, đứa chị lớn rồi đứa em nhỏ nữa. Trước khi mà con bình tâm lại thì bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp đôi huấn luyện viên khác nha. Xin mời cô Khả Như ạ. Tiết mục này nó có nhiều dàn dựng nên chắc Như xin phép nói về phần dàn dựng mà đã hỗ trợ rất là tuyệt vời cho hai con. Cô luôn ngưỡng mộ Huỳnh Lập ở chỗ đó là Lập luôn đưa ra những ý tưởng rất là chân thật, rất là gần gũi. Nói về đời thật là chắc chắn có Huỳnh Lập thôi. Và khi mà Huỳnh Lập đưa những cái ý tưởng luôn luôn làm cho người ta không có bị bi lụy. Đúng Lập rồi. Có một cái rất là hay đó là không bao giờ đưa vào tan tóc hay chết chóc nhưng mà coi vẫn cảm động. Đúng. Thì cái sự duyên dáng Huỳnh Lập mà làm cho hai con mà vẫn diễn được, vẫn thoải mái được. Chú Lập đã rất là cố gắng để mà nương hai đứa con. Và khi mà hai đứa con diễn hết, chú Tinh lại trong nhà có hai đứa con mà rảnh thiệt là rảnh luôn. Người cha tất tả hai con đứng trên cầu hát nghiêu ngao. Tôi tin được điều đó. Và cái sự mộc mạc đó làm cho Như cảm thấy trời ơi, cái tiết mục này như không có đang xem thi mà thật sự là đang xem một tiết mục ca cảnh, nó rất là dễ thương. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn chị Như. Và chú Duy cười quá trời, xin mời chú. Chú ấn tượng, rất là ấn tượng luôn. Tiểu Bình ơi, trời con diễn cái lúc mà con rướn cái tay con ra, cái mặt con không cảm xúc. Chú nói chết rồi, con bé sao nó diễn cái chỗ này kỳ vậy ta, sao nó không có một cái miếng cảm xúc nào hết. Con mà lúc đó con diễn đúng là kiểu là con diễn luôn á, kiểu đưa tay ra xong với con chị hai ơi là con có cái nhảy xuống. Rồi sau đó là chú Lập để cho con một cái là chị biết bơi mà, rất là duyên dáng. Và nó là giống như là cái phần mà có thể là mình diễn không được, nhưng mà chú Lập đưa cho con những cái tình tiết, những cái mấu chốt làm cho cái tiết mục này. Lập nó hay vậy lắm anh. Rất là hay. Nó hay làm cho mình rất là bất ngờ. Có nghĩa là anh bị vô duyên, ví dụ anh bị vô duyên, nó sẽ làm ví dụ, lấy cái vô duyên nó thành cái có duyên. Chú cảm ơn Huỳnh Lập vì đã có buổi tiết mục rất là hay ngày hôm nay. Dạ, và đặc biệt luôn nữa là cái giọng hát của tụi con ngày hôm nay chú rất là ưng, thực sự rất là ưng. Và ngay bây giờ Minh Sù muốn lắng nghe cảm giác của anh Trung ạ. Càng ngày chú càng thích cái giọng của con hả Thảo? Con lên cao ấy, cái kiểu nhẹ nhàng lắm. Nhìn con hát á, cảm giác nó bình thường, nó chẳng có một cái gì gọi là cao hết trơn. Nó đứng đúng một mặt một hát rất bình thường, chẳng có gì để xử lý mà phải rướng hay là cái gì hết. Đặc biệt những cái lúc mà ngồi trên thuyền á, ngồi chồm hổm khó hát lắm. Còn cái tư thế này nè khó hát dữ lắm luôn á, nó nhúc nhích nữa. Đúng rồi, khó hát lắm luôn á mà con vẫn hát được, hay lắm. Còn Tiểu Bình á, mỗi vòng thì con đã khá hơn được một chút. Có nhiều người sinh ra chỉ có một dòng nhạc, một cách hát một. Nhưng tụi con nên nhớ nè, ai nghệ sĩ cần phải đa dạng, cần phải phong phú. Nhưng đa dạng phong phú chỉ là để tồn tại mà thôi. Còn muốn phát triển thì phải đặc biệt. Và tụi con đang có cái đặc biệt của tụi con. Nó giống như vậy nào, ví dụ như một cái cửa hàng mà người ta bán một cái món đồ đó, thì muốn mua cái món đồ đó phải đến đúng cửa hàng đó để mua. Thì muốn nghe kiểu này thì phải kiếm đến tụi con. Còn một cái cửa hàng mà bán nhiều đồ quá mà không có gì là chính chủ của nó hết á, không có gì là đặc biệt hết á, thì người ta gọi nó là tạp hóa. Đừng nói chuyện đó nha con nha. Còn cô Diệu Nhi, xin mời cô. Tiết mục vừa rồi của tụi con rất là dung dị, rất là đơn giản luôn. Mặc dù ở mỗi một cái bài hát buồn á, tất nhiên sẽ có rất là nhiều người họ dàn dựng theo cách của họ. Gọi là chiêu trò cũng được, gọi là lấy nước mắt khán giả cũng được, mà gọi là muốn làm cho người ta cảm xúc cũng được. Nhưng mà cô nghĩ á, khán giả họ không có dễ khóc, họ cũng không có dễ cười. Thì cô muốn nói cho con biết, mình có thể có chiêu trò, mình có thể có một cái đặc điểm gì đó để mà mình mong là mình sẽ lấy được nước mắt của khán giả. Nhưng mà khán giả có khóc hay không, đó là chuyện mình phải đẩy cảm xúc làm sao khán giả phải khóc. Đó là về cái mặt cảm xúc thôi. Chứ còn mình không thể nào mà nghĩ là khán giả dễ dãi lắm, vô khóc đi khán giả sẽ khóc theo, vô làm cười đi khán giả sẽ cười theo. Và cái đặc biệt ở trong tiết mục này thì thật sự luôn á, nó đơn giản. Đúng là Lập phải ngồi ở đây phải nói là quỷ xàm, đang vô cảm xúc rồi cái nó xàm một cái cười, cái một hồi Lập lực liên tục rất là thông minh luôn. Mình không nghĩ được là sắp tới Lập làm gì, không suy nghĩ được luôn. Còn phải cảm ơn chú Lập và cô Hòa rất là nhiều, bởi vì làm cho tụi con rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn cô Nhi. Ủa Hòa ơi, em xúc động vậy? Quá hả? Ủa xúc động quá. Mọi người khen em xối xả luôn á. Dạ không, tại vì thật sự là cái gì đi chăng nữa, làm cái việc gì dù không phải là nghệ thuật mà được công nhận, cái đó là cái hạnh phúc nhất. Chú Duy, cô Như hay là chú Trung hay cô Nhi có nói với các con là các con đã tiến bộ hơn, thì thật sự đấy là cái niềm vui và hạnh phúc của cô Hòa. Còn bây giờ khi anh cùng với hai con đứng ở trên sân khấu thì em thật sự quá là hãnh diện và hạnh phúc khi ở đội có anh Lập và có các con. Cảm ơn rất là nhiều. Mà em cười như con điên vậy á. Thảo, con cười cái này nãy giờ chú thấy con cười luôn á Thảo. Người ta chưa thoát rồi. Chưa thoát rồi luôn. Ngày hôm nay thì Thảo và Bình đã làm rất là tốt rồi. Và tụi con đã nhận được rất là nhiều lời khen có cánh đến từ các huấn luyện viên. Và nào hãy nở nụ cười một tràng pháo tay cho hai con. Và xin được cảm ơn Huỳnh Lập rất nhiều. Có một kỷ niệm rất là vui khi mà dàn dựng bưng cái cầu lên, cái chị Như á, ủa em dựng chung kết hả em? Mà tại vì cái nết dựng của em nó không vậy đó, cái nết dựng của em là em muốn có nhiều thứ gì nè. Em thích miền Tây lắm, em thích những cái gì đó chân thực, những cái gì đó để tạo ra cảm xúc của hai bé. Lúc tập hai bé ráo quảnh là thiệt, em lo lắm, em rất là lo. Tại vì không có hình dung được, chạy đâu cũng chạy sân khấu thôi, cũng không có cái gì là thật hết. Thì tụi con giống như mọi người cũng thấy rồi đó, tạt nước nè, tạt nước nè. Nhưng mà Lập ơi, em xử lý mà ngồi cái cầu nó dễ thương. Đúng rồi, ngồi em, cái chỗ cái cầu nó dễ thương. Em xin dữ lắm mới được cái cầu này đó. Dễ thương chịu xin không nổi tùy luôn đó. Và những cái này là cũng xin từ từ mà ra nè. Ban đầu có cái nhà với cái cầu với là cái thuyền thôi. Trời ơi, ông Lập ông đi vòng vòng phim trường như dông vậy đó. Thấy cái gì ông cũng bưng lên sân khấu. Đây, hồi hôm qua chạy sân khấu là chưa có cái xào phê đồ đâu. Trời ơi, em không biết có chuyện đó luôn đó. Thì bên này mới xin ra cái xào phê đồ. Anh biết vì sao mà sau khi anh Lập nói là đi vào trong nhà đi thay quần áo mà hai đứa nó cứ thẫn thờ mãi không vào đâu, là bởi vì tự dưng ông này ông đứng phơi đồ mà hai đứa nhỏ lúc tập không có ba không có đứng phơi đồ của nó, cho nên chúng nó không biết là chuyện gì xảy ra. Thật sự hai bé còn rất nhỏ, mình diễn tả thật nhiều nhưng mà mọi thứ nó chỉ là diễn tả thôi. Các bé không có hình dung được, chưa có bao giờ mình trải qua cái điều đó mà bé hình dung thôi. Vậy thôi, ngày hôm nay nãy chú nói luôn mà, lát nữa chú lên chú sẽ làm nhiều thứ lắm đó. Tụi con cứ đúng cảm xúc của tụi con phản ứng lại thôi, và tụi con đã làm được điều đó. Chúc mừng tụi con. Một lần nữa cảm ơn Huỳnh Lập và chúc mừng hai con. Rồi, chúc mừng, cảm ơn cô chú. ngọn gió gió du tình yêu dì dào, ngọn sông sông du ngàn năm. Xuyên cổ tích ngày xưa, trời xanh khi hai người là lòng cuốn âu cờ gặp nhau trên thế gian, lời người bắt đầu yêu xuyên trong trứng sinh ra. 50 đi lên núi, 50 xuống biển sâu, biển sông đại dương có bàn tay cha giàu, mật đất hoang vu mẹ âu cờ say đắm. Dì dào ngọn gió, gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm lời ru của biển. Dì dào ngọn sóng, sóng ngoài khơi xa, sóng du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Bắt hết cho ta. Yeah. Vừa con nít và bà già lại, còn lại thanh niên và trai tráng thiếu nữ bắt hết cho ta. Hey! Ta là quỷ một, còn ta là quỷ hai. Ta là quỷ chúa, chúng ta là lũ quỷ. Chán ghê, động tác thì nghèo nàn, nhảy bố thì chật nhịp. Coi kìa, cái mặt thì đơ thùa. Ê! Ê! Cái lũ các ngươi đã dặn bao nhiêu lần rồi, đi bắt dân làng thì phải tập múa cho đàng hoàng chứ, để bây giờ một đứa con nít nó cười vô trong mặt kìa. Nè, dám chê bọn ta nhảy xấu hả? Có ngon á thì cho bọn ta vô vòng trong đi, bọn ta múa dân ca cho mà coi. Chuyện cho vui đi, ta mà được vào vòng trong thì ngươi mới được múa dân ca. Còn bây giờ thì thả nhân làng của ta ra đây. Còn khuya, giỏi á, bước qua đây nè. Con nít nó hỉ mũi con chưa có thật. Nè đi về không được đâu. Thôi nói nhiều làm gì, đem hết dân làng về động cho ta. Dạ. Đi. Ta ra, thả bọn ta ra, ta ra. Lẹ lên, lẹ lên. Đứng lại, đứng lại. Bà buông con ra, bà đừng có cản con để con đi cứu dân làng. Đứng lại bà quỷ kia. Ai làm gì con mà con thở dữ vậy hả? Con bị được. Ê! Con bé kìa, ta mới thấy nhà ngươi rượt theo ai đó. Rượt hả? Ngon không? Không, không có ngon. Liệu hồ bây giờ vậy, có chừng đó. Có đau không? Đau đúng không? Đau. Mốt đừng có nói dối nít nữa nghe chưa. Xúc dầu cho tao nha. Về xúc dầu cho. Bà, hả? Sao hồi nãy bà không cản con? Ta có cản, mà con dùng vậy dữ quá, một mình ta cản không có nổi. Một mình bà cản không nổi thì kêu tất cả mọi người là cản con. Làng mình bị bắt hết trơn rồi, còn ai đâu mà cản con. À, con quên. Nhưng chẳng lẽ bỏ mặc mọi người bị bắt sao? Ta thì quá già, con thì còn quá nhỏ, làm sao mà đánh lại bọn chúng. Cho dù mình có lớn đi chăng nữa cũng không đánh lại bọn chúng. Kìa, con gái. Tại sao con lại nản chí? Con phải tự tin vào sức mạnh của mình chứ. Ủa, người là ai? Ta là Âu Cơ, là mẹ của con. Và con là đứa con thứ 100 của ta. Mẹ! Mẹ đến để giúp con sao? Đúng. Trong người con có một nguồn năng lượng cần được khai sáng. Khi nguồn năng lượng ấy được khai thông, cũng là lúc con có đủ sức mạnh chiến đấu với lũ quỷ để cứu dân làng. Đây, ta tặng cho con quyển võ thuật cùng với tấm bản đồ. Khi con học xong cũng là lúc sức mạnh của con được khai thông. Lúc đó con hãy lần theo tấm bản đồ đến động của lũ quỷ để cứu dân làng con nhé. Dạ con cảm ơn mẹ. À con hiểu rồi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi? À, con gọi ai vậy? Dạ mẹ con. Mẹ con? Âu cơ, người đang ở đâu? Dạ mới ở đây nè. Hồi nãy mẹ còn đưa cho con cái này nè. Mẹ nói khi nào con học xong cái này thì con sẽ có sức mạnh để đi đánh bọn quỷ hay cứu dân làng. Vậy thì con mau học đi. Lại dạ. Đây. Đi đi con. À, tới nơi rồi. Nhưng mà làm sao để gọi bọn quỷ ra ta? Mình đã có cách. Trái nhà rồi, trái nhà rồi, không chạy ra sẽ thành heo quay đó. Chạy rồi, các con ơi chạy đi. Trời ơi trời, ai chơi kỳ cục đốt nhau thế vậy? Đi dụ ơi, đi dụ ơi. Mắc cười lắm hả? Thì ra là cái con bé nhãi ranh này. Dám nói xạo bọn ta. Ai cho ngươi dám tới động của ta để náo loạn hả? Nhà ngươi tới đây làm cái gì? Đòi lại dân làng. Mắc cười quá. Đánh thắng bọn ta đi thì bọn ta sẽ thả dân làng của nhà ngươi ra. Được, ngươi chắc chứ? Tụi ta có thể ăn bậy nhưng không bao giờ nói bậy. Đã hứa thì sẽ giữ lời. Vậy thì các ngươi hãy xem sức mạnh của ta đây. Hey, quỷ con giang con. Mọi người đem hai con quỷ này đi phơi nắng cho khô, ép vào gỗ làm kỷ niệm. Con gái. Mẹ. Nè con gái, con hãy tha cho bọn chúng đi. Mẹ ơi, người này là ai mà sao kêu con bằng con gái? Ta là Lạc Long Quân, là cha của con. Sao cha con giống vị chúa quá vậy? Đúng vậy, chính ta đã nhờ cha con giả làm quỷ chúa để khai sáng nguồn năng lượng trong con. Phải đó con gái, con lũ quỷ kia chỉ là binh tôm tướng cá ở dưới Long Cung. Chúng chỉ làm theo nhiệm vụ của ta thôi, cho nên con hãy tha mạng cho chúng đi. Dạ, con biết rồi. Đàn bạn, đàn là con gì ở dưới Long Cung dạ? Mình là con tôm càng xanh đó. Còn bạn? Mình là cá mặt quỷ. Hàng chi xấu như quỷ. Thôi con gái, con dạ, đừng chọc bọn chúng nữa. Bây giờ năng lượng của con được khai sáng, con hãy dùng nó bảo vệ cho dân làng con dân Âu Lạc nghe chưa? Dạ. Dịp dào cồn gió ở trên non, gió gọi tình yêu tìm lời ru của miền. Dịp dào cồn sóng ngoài khơi xa, sóng du tình cha lên ngàn non tìm mẹ. Trong hôn tay cho Ngọc Hà. Con rất là tài năng, ngày hôm nay sẽ được mời ba giám khảo đưa ra ý kiến của mình. Con á là trường hợp đặc biệt, vũ võ được nè, diễn kịch được nè, hát được nè, có nghĩa là con đầy đủ hết. Nhưng mà con có biết không, buổi sáng là mình ăn một cái gói xôi á, ở trên gói xôi đó có một miếng lạt xưởng nè, một miếng chả nè, một miếng ba tê nè, chút xíu đậu phộng nè, chút xíu chà bông, thì con ăn chung với xôi con sẽ thấy nó ngon. Còn nếu trong một cái gói xôi buổi sáng mà mình ăn mà có tính 5 miếng lạt xưởng, 5 miếng chả, 5 miếng chà bông, 5 miếng đậu phộng thì mình sẽ ngán. Nó quá dài cho một cái đứa bé 5 tuổi có đủ cái sức đứng trên sân khấu. Con liên tục phải tỏ vẻ là anh hùng, thì giọng con lúc nào phải ở tông cao. Thì cảm giác một hai câu đầu nó dễ thương, đi dần tới thì cái người diễn viên nó không có cái sự lên xuống, thì nó sẽ làm cho người ta khó chịu với cái tông liên tục, gọi là monotone, một tông duy nhất. Các chú đưa con ra quá nhiều thứ, giống như ăn xôi nãy cô Việt Hương nói á, cái khả năng của con tới đâu các cô chú phải dũa cho con chứ không phải là bài ra. Cái này là cô hoàn toàn khen bé Hà, chỉ có nhắc nhở các cô chú dàn dựng cho con. Bây giờ mình về mình coi cái nào giỏi nhất để mình học, nhất vệ tinh, nhất thương dinh nha. Dạ con cảm ơn cô. Cho cô vung con. Đó, chạy xuống ôm thùng cụ Trang. Dễ thương quá à. Dù gì con cũng là một em bé rất là khôn ngoan, đúng không? Một cái bài quá dài, con nhớ thoại, nhớ hát, đứng rất là bình tĩnh, rất là tự tin. Mặt lúc nào dơ cái chân, dơ chân, dơ cái tay, dơ tay. Trời ơi, nhiêu đó không là 9.75 rồi. Trời ơi. Gì ở đây? Mình được 9.75 mình hiểu rồi. 9.75 là nó có giá trị gì hơn mình? Đi học mấy điểm là cao nhất? Dạ 10. 9.75 là cao nhất chưa? Là thấp nhất đó. Là thấp nhất. Chưa đúng cao rồi, nhất vậy nó nằm ở đâu? Nó phải thấp nhất không? Dạ phải. Hả? Phải luôn. Không, 9.75 là gần 10 đó con. Dạ. Dạ rồi, còn chú Đại Nghĩa thì sao? À, xin mời chú. Trời, phải chia mà con hung chú một cái chú cho 10 luôn. Trời ơi. Con rất là xứng đáng nhận được một cái điểm số cao từ các cô chú. Riêng cái góc độ cá nhân á, thì chú vẫn phải khen con. Khi mà con vừa mới xuất hiện trên sân khấu, chú quay qua nói với cô Hương, không biết sao một đứa nhỏ 5 tuổi mà nó có thể nó hiểu, nó cảm được hết tất cả những gì nó làm, và nó đang trình diễn một cách tự tin trên sân khấu như thế. Con rất xứng đáng nhận được điểm số cao từ các cô chú. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn chú. Hãy ghi nhớ, đây chính là Candy Ngọc Hà. Một tràng hô tay, chúc mừng con. Cô ơi! Ơi! Cho con tô bún riêu nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Sao bún riêu của cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con. Thank you. đồng xa. Thương con không nhỉ thân mình, mẹ dầm mưa hò. Mẹ dầm trường năm nào mẹ nấu ăn, giờ thèm được như gió nằm trên chiếc giông sau hè, được nghe tiếng hát di dầu của mẹ ru các em. Còn nhớ mẹ ơi, năm ấy mưa tơi bời, non lá che trên đầu ra đồng mẹ ba. Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát hay thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm đừng có đừng nói gì trơn trội. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, hiểu không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về bà còn dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo vậy là rớt nước mắt rồi nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà. Phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên rồi phải biết diễn xuất nè. Thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn Mai Anh. Hãy subscribe xuân đài tung sâu thầm thầm sông dài vào rừng suốt mai véo phòn còn sáo sầu. Ta muốn hỏi một câu đâu người ta yêu sao như cánh chim ngóng trời lồng lộng vương vấn yêu đương ta hứng giọt mưa nguồn một đời. Bao giờ hết tờ vườn mơ anh mênh mang phù vân yên tử vì vì phù phù xuống lâm thiên tử vời vời đất rất tuyệt vời. Đó chính là Bảo Hưng. Sở trường của bé là dòng này rồi. Và ngày hôm nay bé đã có được một cái sân khấu để thiền hết những cái khả năng của mình cho ban giám khảo. Và không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào. Xin mời anh Đại Nghĩa trước đi ạ. Ngưỡng mộ con quá chứ sao. Hồi đó chú cũng có tham gia cuộc thi, cũng có hát cái bài này. Khó khủng khiếp luôn. Bởi vì cái bài này mình phải hát với cái âm hưởng của ca trù trong đó. Cái nốt mà nó có cái độ nảy rung 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 mà hay gọi là mình đổ hột, mình nảy hột á. Không có phải dễ mà mình tập được cái đó đâu. Thường thường là cái bài này đa số là các ca sĩ nữ hát. Chứ hình như chú Nghĩa chưa có thấy ca sĩ nam. Không biết có ca sĩ nam nào hát không Đoàn Trang ha? Hiếm lắm. Mà con hát cái thần thái của con nó rất là ma mị, làm mình liên tưởng tới chú Tùng Dương á, cái kiểu hát như say sưa, như đặt hết cái tâm hồn của mình vào trong cái bài hát. Rồi bên cạnh đó cái phần hỗ trợ của các cô trong vũ đoàn quá đẹp, làm cho chú cảm nhận được rằng cái không khí nó huyền ảo, nó linh thiêng của núi rừng Yên Tử. Quá đẹp với cái tiết mục này. Chúc mừng con. Cô là phụ nữ mà cô còn thích nữa. Tạo hình của vũ đoàn Phương Việt rất là đẹp. Đặc biệt làm cho người ta có cảm giác nhiều thứ liên tưởng. Lúc đầu thì phụ cái miếng vải đỏ nhìn như một cái núi từ xa, xong tới lúc mà đứng các cô xếp hàng đây như là những cái hoa mà gió đông đưa đó. Đẹp quá trời, cô nào cũng đẹp. Với cái tạo hình của con Nên cái bộ đồ này của con rất là hợp lý. Chứ nếu mà con mặc một bộ đồ mà đồ bình thường á, đồ từ tay bình thường đó, thì là cô không chịu đâu. Tại vì mấy cô kia cổ nhảy đẹp quá, nhìn mà mình còn phụ nữ còn mê. Cho nên là cái tiết mục của con, cô cứ nghĩ đây là một tiết mục lại là một tiết mục phải là khen, đó là tiết mục biểu diễn. Nhớ nha, mình đang đẹp nè, tạo hình tốt nè, dàn dựng hay nè, có giọng ca nữa nè nha. Phải cố gắng giữ ha. Cảm ơn con đã đem tới cho cô một tiết mục biểu diễn. Xin được cảm ơn chị Việt Hương, mà cảm ơn sự hỗ trợ của lớp học đó. Thầy Đại là thầy Đại chọn bài cho con hay sao vậy thầy Đại? Thật sự thì ở vòng này thì Quốc Đại vẫn cho các con quyết định. Nhưng Quốc Đại nói rằng bây giờ các con đưa cái list bài cho thầy đi, rồi thầy sẽ chọn để sao cho nó hợp lý nhất. Thì con đã đưa ra một số bài và Quốc Đại đã chọn bài này. Một phần nữa để trả lời cho cô My, tại bản này cô My cũng dành đó. Tại My cũng giảm cho nỗi đau của em à. Nữa hả My? Vậy là bây giờ em hưởng công nha, là bài này là em gợi ý cho bé. Thì đó là trước đó là cô My, khi mà cô My chứng minh là cô My cũng có thể hát dân gian đương đại. Cô My hát một thị phạm một đoạn trên đỉnh Phù Vân. Tôi không tin. Trong clip bài cô My hát lại câu đi tôi mới tin. Phạm rồi chị, nhưng mà nghe chưa tin. Cái gì khán giả có nghe được không hả? Chưa nghe sao tin? Đúng không? Hát lại câu coi. Mênh mang Phù Vân yên tử, vì vu vu chúc lòng thiên tử. Thổn thức nỗi lòng ai kẻ tình si, nước mắt tràn mi tìm người trong mộng. Nước mắt là đúng rồi, tao qua đội bên này rồi gì nữa. Hát vậy đó chị mà thua cuộc, bé không về đội em chất quất à, giận dễ sợ luôn. Bây giờ vô vòng này lấy bài em gợi ý để hát. Lại bởi vậy lấy bài này hát để cảm ơn cô My. Xin mời cô Đoan Trang nhận xét tí xíu cảm nhận của mình về tiết mục này. Đây là một tiết mục xuất sắc, và một tiết mục xuất sắc á, là cần phải cộng hưởng rất là nhiều yếu tố khác nhau, và các yếu tố đó nãy giờ các cô chú đã phân tích qua rồi. Cho nên cô chúc mừng con là con đã hội tụ được tất cả những điều đó trong tiết mục của mình. Cố lên, và cô rất là muốn thấy con ở vòng sau. Cảm ơn cô rất nhiều vì nhận xét rất là bình thản, và chúc cho con sẽ luôn luôn cảm thấy tự tin một cách bình thản như vậy để bước vào vòng trong con nhé. Một tràng vỗ tay cho chàng trai. Còn tài năng tiếp theo là gì? Xin mời tất cả quý vị cùng nhau theo dõi. Xin mời. Nuôi sống dân trại nghèo, anh em cũng ra đây khoang thuyền đấy tay trải tay lưới ấy, đời nhọc nhằn mà vui. Chứ này anh em ơi, tôi nhớ một chiều bếp lửa hồng soi thân yêu, đâu bóng che xanh, đâu mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. hòa bao tiếng ta hò. Ngày mai thuyền vượt chung khơi, đêm nay mở hội vui chơi sống trai. Nào anh em ơi, hey. Hồ dô ta lặng lặng mà nghe ơ hồ dô ta. Đêm nay thuyền ngược Trường Giang cho mai sớm được lưới quang cả đầy. Ơ hồ, hồ dô ta lặng lặng mà nghe ơ hồ dô ta. Lưới vung chùm ánh trăng vàng mồ hôi tôi đổ xuống hàng mỡ lau. Ơ hồ, hồ dô ta lặng lặng mà nghe ơ hồ dô ta. Hỡi ơi đời sống dân trải đêm đêm xoáy bóng sông dài mà ca. Hồ dô ta lặng lặng mà nghe ơ hồ dô ta. Sông du đợt vô lênh đênh tiếng reo cơn gió bấp bênh thuyền ta. Hồ dô ta ơ hồ dô ta, 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 hồ dô. Và đó chính là Đức Thanh. Xin được cảm ơn Vũ Đoàn Bạch Dương. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Hoành tráng quá đi mất thôi. Con muốn nghe ai chia sẻ trước nè? Con muốn cô Việt Hương nhận xét ạ. Cô Hiền á con ha. Dạ, cô Tiên á. Bài hát này quá khó. Với cái quãng, với cái sức, với cái lực ở ngoài biển. Hồ, vô là phải nghe khí phách của cái bài này. Thì cô Việt Hương chưa thấy cái đó. Mà còn có phần trong trên như là sóng biển, nó hơi chao đảo, lướt nhẹ. Nhưng mà về cái giải trí là con hôm nay con hợp lý nha. Dạ, dạ. Cảm ơn cô Hương. Dạ, hơi say sóng một tí thôi. Còn cô Đan Trang thì sao? Xin mời cô. Cô rất là thích giọng của con. Giọng của con nó rất là sáng. Và cái mà cô đánh giá cao của con là cái bài này á, nó có rất là nhiều cái đoạn chuyển hợp âm. Nhưng mà con cũng kịp thời bắt kịp được những cái nốt. Chứ không phải là không. Con cũng là một bạn có tài. Con có thể hát được bài này tốt hơn thật là nhiều nếu như con có nhiều thời gian hơn để tập luyện, để dự trữ cho mình cái thể lực cũng như là cách lấy hơi, luyện cho cái làn hơi của mình dài thêm, thì cô chắc chắn là con sẽ hát bài này rất là tốt. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Còn cô Tố My sao? Ở con có một cái sự cố gắng và có những cái năng lực, những cái năng khiếu tiềm ẩn trong con rất là lớn. Thì đối với cô ngày hôm nay con làm được như vậy thì cũng làm cô khá là hài lòng rồi. Và cô cũng rất vui và rất là hãnh diện về con. Cảm ơn con. Chúc mừng cho con một lần nữa. Một tràng hốt tay cho Đức Thanh. Nhớ lúc bé thơ bão dại khờ, tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối, sống yếu đuối hơn bao bạn bè. Tôi hay âu lo không tự tin. Cha tôi khuyên rằng nay chàng trai hãy xứng đáng là người đàn ông, hãy vững sống và thật hiên ngang. Một tính cách rao xuyên màn đêm, rao xuyên màn đêm. Hey! Một đời vô danh đã sống vần thơ, nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm. Đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người, dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ. Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa, vốn sống đời tha phương, một gót bước và thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống giống như chính mình, tâm hồn luôn luôn bằng ra, đừng hóa thân thành đá. Vì tâm hồn đã ra bằng, nhiều sóng gió, con tim tôi có nhiều khi yêu mình. Dẫu cuộc đời vẫn còn nhiều sóng gió, tôi vẫn tin mình, đừng vỡ, không gục ngã. Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim, dù tan cho bóng tối lùi xa, sống xứng đáng là người đàn ông, một tình cách cơm rong xuyên màn đêm. Rong xuyên màn đêm. Hãy vương sâu thật hiên ngang. Tìm lại đi, hãy tìm lại đi. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường sắp quá dài, giờ ta mệt nhoài, thì ta không sống bên nhau nữa. Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người, để ta không thấy ta như lúc này. Đường sắp quá dài, giờ ta mệt nhoài, thì ta không sống sống như họ đã. Wow! Và đó chính là Nhật Minh. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Ô, một tiết mục rất là bùng nổ trên sân khấu. Một lần nữa một tràng pháo tay cho Nhật Minh. Xin mời cô Đoàn Trang, chúng ta có nhận xét về tiết mục này của Nhật Minh. Ngày hôm nay là cô nhìn thấy con thực sự quay trở lại cái chất của con, đó là rock. Và cô rất là thích, bởi vì cái chất này là cái chất sở trường của con. Cái giọng của con nó đáp ứng được cho cái thể loại âm nhạc này. Bởi vì con có được cái chất khào khào, con có được cái chất rền, nhưng mà con vẫn xé được mấy cái nốt cao. Rồi xong rồi con cũng có hát cái hơi thở của rock, ví dụ như đá, cái kiểu con luyến lên, cái kiểu đó. Cái phong cách của con với bài hát này cũng có vẻ rất là phù hợp ha. Mà cô vẫn muốn con thoải mái hơn. Con vẫn có cái sự lo lắng ở trong ánh mắt của con phải khắc phục ngay lập tức. Tại vì cái hát với cái diễn xuất nó phải hỗ trợ, nó phải cộng hưởng với nhau để tạo thành một cái bức tranh chung. Nó phải hoàn thiện với nhau, cùng nhau. Cho nên con phải nhớ cái đó nha. Cô mong là con giữ sức khỏe để giữ hơi, hát thật là tốt những cái thể loại này ha, có thể lực và cố gắng giải tỏa cái tâm lý của mình trước khi mình lên sân khấu nha. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Đan Trang nhiều ạ. Dạ xin mời cô Việt Hương. Mà con biết không, đúng là con trở lại cái chất này á, thấy đúng như con luôn á. Cái này nó có cái sự đối nghịch, có nghĩa là rock rồi sau đó lại con lại khác là cái bài lại ngược với chữ là tâm hồn của đá ha. Hai cái cô Việt Hương rất là thích, xong hai cái đó đã xuyên màu đêm mà đi tìm lại nó. À, cô thích cái sự kết hợp như vậy. Và cô thích nhất là con đứng ở trên kia, hai chú chạy lên cái mấy cái cục đá nó rớt nó văng. Trời ơi, cô nói chứ Minh nó bự vậy, leo lên đá còn rớt mà. Đâu có sao, kỳ này vô rồi con ngon lành lắm, hát chắc lắm, trở lại cái cốt của mình rồi. Rồi con tự tin lắm, con tràn xuống đây con làm thấy ghê lắm ha, không có sao. Dạ con xin cảm ơn các lời khen và nhận xét của cô Việt Hương nhiều ạ. Xin mời chú Nghĩa. Cô Tố My là đưa cho con những cái dòng nhạc khác để con khám phá thêm bản thân mình. Nhưng mà cô Tố Ni là đúng cái màu của cổ luôn, cổ lên cũng trà lết lăn lộn vậy đó. Trời. Bữa là tôi nói thiệt là tôi không có coi, tôi không có biết cái My nó hát tặng tôi. Chẳng lẽ giận Ni nó không hát coi cũng kỳ, đúng không? Đúng rồi, Ni My mà còn làm được mà không chị Ni hôm nay giờ Ni lụm cái micro của con nhỏ ra hát cho tặng hát chị Hương đi một câu vừa rồi đó. Dạ em không biết chị Hương thích dòng nhạc gì. Cái gì chị cũng thích, em hát là chị thích à. Cũng như bây giờ em hát một bài bolero đi, nhưng mà em sẽ hát theo kiểu hơi trẻ một tí để tặng cho chị Hương, tặng cho chị Trang, anh Nghĩa và toàn thể tất cả quý vị ở đây, các huấn luyện viên nữa hả. Em xin được tặng mọi người ca khúc Sớm Đêm. Đường về kênh Thấu đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phanh vênh có bao mái đầu, hát hiu vàng anh điện câu đường dài không bông. Sáng nghe tiếng ai xuống mơ màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ôi, xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn em nhiều nha. Một tràng hô tay cho Tố My. Trời giáo vậy thiệt. Cho em biết không, thật sự nếu như em hát không có lay động lòng người thì tụi anh cũng không múa được như vậy. Dạ. Tụi anh xúc sổ là gì em. Một tràng hô tay nữa cho Tố My. Em cảm ơn mọi người. Còn quay trở lại Nhật Minh ngày hôm nay thì chắc chắn là tất cả quý vị cũng thấy cái sự nỗ lực và cố gắng cũng như là máu lửa của con rồi. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Nhật Minh. Tay lưới ấy đời ngọc nhăn Và đó là Quốc Hương. Xin được mời ý kiến nhận xét của ban giám khảo ạ. Xin mời cô Kim Xuân. Rồi, cái bài hát nó khỏe khoắn mà dòm thấy nguyên một đội múa và cả con nữa, tự nhiên thấy cái không khí nó hực lên. Cô Xuân thích cái cách con biểu diễn, nó sảng khoái, nó thoải mái mà rất là dễ thương luôn. Ủng hộ con 100% á. Wow. Cảm ơn cô ạ. Nhưng một câu thôi mà cái này là tại huấn luyện viên của con chứ không phải tại con. Cô đứng lên cô thị phạm liền. Một cái anh dân chài rất là khỏe khoắn, phải không? Đi với một cái đoàn, nghĩa là tất cả mọi người, người ta đi lưới đêm, người ta làm tất cả mọi chuyện, mà tự nhiên cái ngón tay cái gì nè. Có không? Cái này là tại Thanh Duy đó cô. Cái chỗ tôi bắt lỗi là cái chỗ đó. Cô ơi, cái này là tại nhỏ. Sao vậy? Không có. Sao tại nhỏ? Y chang con luôn. Thôi anh đừng có chối cãi nữa. Qua mắt tôi cái này được. Rồi anh im đi. Cô ơi. Nhưng mà con hoàn toàn không có ảnh hưởng số điểm. Dạ, con rất rồi. Là tuyệt vời. Nhớ nghe con, khỏe khoắn, đẹp và sảng khoái như bài hát. Vâng. Ủng hộ con. Cảm ơn cô Xuân. Cảm ơn cô. Anh Duy ụp mặt như trong ghế. Xin mời chú Huy ạ. Tôi đồng ý với chị Xuân ở đây là giọng khỏe nhá, đúng âm và diễn xuất ăn nhịp với tất cả. Duy ơi, Duy chỉ có một vài cái nốt thấp là không nghe rõ, chữ giạt rào đấy 3-4 lần quay đi quay lại mà tôi không được nghe cái rõ thôi. Nhưng mà nói chung thì làm rất tốt. Cảm ơn chú ạ. Cô rất thích cái tiết mục này là tại vì con hát xuất sắc, dàn dựng đẹp và nhất là ban nhạc chơi quá hay đi. Con không có yếu điểm mà thấp điểm đâu, con đừng có lo. Wow. Cảm ơn con. Wow. Xin được cảm ơn ý kiến của ban giám khảo. Còn bây giờ không biết là cảm xúc của anh Duy như thế nào sau khi mà bị phanh phui cái việc là ngón tay nè, dân chài và ngón tay nè. Con xin được chia sẻ một điều là lúc mà coi bé diễn á thì tụi con cũng nhận ra cái điều đó. Thì nói con ơi bây giờ bài này con phải không có như vậy nha. Kiểu mà bao tiếng ta hò là chữ tiếng là con phải làm, con đừng có như vậy nữa. Thì bé có thử làm thử thì lại không luyến được cô. Tức là chỗ bé phải kiểu bao tiếng thì tiếng. Đó là động tác của cổ họng à. Nhưng mà có những ca sĩ mình diễn á là có những lúc đúng mình phải có những cái động tác, ví dụ hát nốt cao là mình phải đẩy lên để mình đẩy lên thì có những lúc luyến cái bé, nếu mà không làm như vậy bé không làm được. Cho nên là thôi con có sao để vậy cho, hay giải thích nghe được chắc được. Có sao để vậy cơ. Anh Duy coi như đây là luyến hình thể anh Duy hả? Luyến hình thể. Luyến hình thể. Cái này là còn đỡ á, chứ nó mà bao tiếng là không được. Cái đó là không được. Dạ, con thấy là cái động tác đó nó cũng mang được cái dấu ấn của anh Thanh Duy á, nên tụi con cũng quyết định là thôi cứ để cho bé thoải mái. Nhưng mà cái điều quan trọng là hôm nay con đã làm được rồi đúng không nè. Cảm ơn con. Cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Thanh Duy và Khả Như. Và bây giờ chú chỉ muốn là con phải vui vẻ để vào trong chuẩn bị cho tiết mục song ca tiếp theo nhá. 100 phẩu tay cho chàng trai con rất là dễ thương tất cả mọi người. Quốc Hương. Trời ơi. Wow, trời ơi, cái gì mà đẹp dữ vậy? Không hiểu gì hết rồi. Trời ơi, cái gì mà bự dữ vậy? Không, cái vùng đất gì mà bự dữ vậy? Đúng rồi, đây là cái vùng đất trù phu nhất ở miền Tây Nam Bộ. Không, mày phải nói tiếng dân tộc tao mới dịch lại được cho đó nghe. Translate tu Việt Nam đi là cái miền của mày vừa phải năm nay tầm tay chọc tao tán một cái gậy mặt nghe chưa? Trời ơi, đi nước ngoài lâu quá về Việt Nam mà sao không có hiểu cái này lắm. Ở bên đó lâu chưa? Lâu lắm rồi, 3 tháng. Trời chị, cho em hỏi. Cái gì? Ở đây là đồng bằng sông Cửu Long. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, mê dữ lắm. Mê đi du lịch nè. Cảm ơn nha. Ở chỗ này có gì vui? Ủa gì kỳ vậy? khách du lịch, mình cũng là dân du lịch mà anh, sao vậy? Ủa gì lộ bản mặt cái luôn vậy luôn ấy hả? Có gì đâu, trời nhìn tôi dài là thấy không phải rồi đó. Trời bây giờ ơi, muốn biết văn hóa Trà Vinh không? Muốn biết. Muốn biết văn hóa Sóc Trăng không? Biết. Theo tôi sắm bộ đồ cho múa theo, đi theo. Trời ơi, đi rồi, đi đi. Âm nhạc nổi lên đi. Quốc Hương và Gia Uyên. Xin được cảm ơn của đoàn Phương Việt. Trời trời trời, khoan, giữ hai anh chị nó lại đây. Trụi Trà Vinh Sóc Trăng. Không, cởi tách ra anh Duy. Này lỡ mang dạy cởi ra không kịp. Bị sinh non á nên bị yếu á là mang chứ người ta đỡ lạnh. Trời thiệt luôn á, rất là muốn đi luôn, mà tới cái đoạn mà đà là hết muốn đi nha tụi con. Thật ra bài này là anh Duy cố ý dựng nghiêm túc đó, nhưng mà tại vì với hai bé này thì không thể nào mà nghiêm túc được, nên phải len lỏi một cái gì đó để làm cái nét đặc trưng cho hai bé. Lần này đẹp, dễ thương, xuất sắc luôn. Trao hố tay nữa cho hai con. Cảm ơn chú ạ. Rồi bây giờ là xin mời ý kiến nhận xét của anh Hồ Việt Trung ạ. Bài hát này tụi con hát một phong cách dễ thương, nhí nhảnh, hồn nhiên thì ok, nhưng mà theo chú thì con phải xử lý cái bài Sốt Sệt Phải Hút Trăng á, kỹ thuật chút xíu nữa. Những cái đuôi của mình á, đổi lấy chén cơm thơm ngọt như xưa mẹ mát ngọn đời con. Đó, dễ thương. Cái khúc mà hai người lên nè, trời ơi, nhìn dễ thương dễ sợ, giống như là cái lễ hội mà chúng mình đang múa vậy đó. Dạ. Câu này hỏi là câu này đó, tụi con hát cái câu mà Sốc Sờ Bai Bòn. Sốc Sờ Bai Bòn, tâu na bòn ơi, con hiểu là gì không? Tâu na bòn ơi, đó là tiếng của người Khmer. Thực ra là khi mà chú giao cái bài này cho tụi con đó, là em có đưa luôn cho các bé là nguồn gốc của bài hát này. Anh ơi, Sốc Sờ Bai Bòn, tâu na bòn. Sốc Sờ Bai Bòn, tâu na bòn là sắp đánh bạn. Không, hỏi thiệt, hỏi tâm lý thiệt. Hả? Dịch. Sao? Ủa huấn luyện viên mà kêu thiệt luôn á. Sức kỳ á, bởi vậy. Thôi cho em thôi, hỏi thăm thấy rành ngôn ngữ. Đúng rồi. Hỏi thăm câu na bòn, câu nã bòn ơi. Bỏ qua đi tụi con, yên tâm đi, tụi con vui lắm rồi, giải trí dữ lắm rồi. Cô Diệu Nhi, chỉ nói với lại Gia Uyên một cái điểm nhỏ xíu này thôi, vừa nhảy vừa hát, cái xong rồi nhảy hồi cái sắp tới câu của mình hát rồi tụi con mới đưa lên, cho nên bữa sau con đưa sớm lên chút xíu nữa thì nó sẽ không có bị hụt. Mấy cái chữ đầu tiên con y chang là mấy con ở trong đội của cô chú, nên là rút kinh nghiệm đó chút xíu thôi là được rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô ạ. Trời, cô Hòa là thích hai con từ vòng trước nè, xong cô Hòa đợi đến cái vòng này để xem hai con thì thật sự là đúng là quá tam ba bận, thì người ta bảo là thường là như thế, nhưng mà cả ba bận của các con thì cô đều rất là hài lòng, và cô đã có thể chắc chắn là các con sẽ là những cái gương mặt nghệ sĩ giải trí, và cô tin chắc là nếu mà các con cố gắng, ngoài giữ được cái nét tự nhiên duyên dáng ở các con ra thì hãy cố gắng hát hay hơn nữa để có thể trở thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghệ sĩ giải trí cho quý vị khán giả nha. Đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Chắc chắn rồi, các con còn phải học rất là nhiều, và nếu như có những cái bài toán nào khó hơn đến từ chú Duy và cô Như thì tụi con phải cố gắng vượt qua nhé. Một tràng hỗ tay cho Quốc Hương và Gia Uyên. Chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Và mọi người có thấy là khi mà hai bé mặc bộ Khmer vô rất là ra dáng, rất là hợp với các bữa giờ anh ơi, mặc bộ nào cũng hợp, rất vô vai và vô hoàn cảnh luôn. Chính xác. Là có thần trong từng tiết mục luôn. Cảm ơn cô ạ. Hay ghê á, bé này á, từng rồi á, nó đóng vai già thì giống bà nội mình, còn bữa nay đóng vai Khmer giống nhỏ em gái Khmer gần nhà anh. Sao mặt con đại trà dữ. Khả năng quá thôi. Đúng rồi. Cảm ơn tụi con nha. Cảm ơn tụi con. Chúc mừng tụi con. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo sẽ là cặp đôi Thảo Nhi và Trâm Anh. Và lần này thì hai cô bé sẽ tự tin hơn với sự chắp cánh của huấn luyện viên của mình, Hòa Minzy. Và hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Con Cò. Xin mời. Hết mấy lời mẹ ru. Ủa mày bị làm sao với mẹ? Không sao đâu. Cứ mỗi lần mà cứ quay vòng tròn ở chỗ đó là cái vai mẹ nó đau. Thì thôi mẹ ngồi xuống đi. Mà con đã nói với mẹ rồi, mỗi khi mẹ diễn tới cái khúc này là mẹ cứ bị đau hoài à. Hay là hôm nay mẹ đừng có diễn chung với con được không? Sao vậy? Sao không cho mẹ diễn với con? Dạ, chỉ có học sinh diễn thôi. Không, bây giờ không diễn cũng được. Vậy mẹ chở con tới trường, xong mẹ ngồi dưới mẹ cổ vũ cho con. Mẹ mà đi là con run, con không múa được. Mẹ ngồi khuất cái con đâu có thấy mẹ. Con không thấy mẹ thì con đâu có run. Thôi, mẹ mà đi con run, con múa được là con rớt á. Thôi, không cho đi thì không đi ha. Dạ. Cái mặt kìa. Nè, bây giờ á, nghe lời mẹ, rồi mẹ chở con tới trường con thi. Thi xong rồi về, mẹ lại mẹ rước con về. Xong mẹ dắt con đi ăn kem, chịu không? Dạ chịu. Rồi đi, đi nhanh nhanh để trễ giờ bây giờ. Mẹ. Hả? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa con bị gì hả? Dạ không. Cứng sơn hay sao vậy? Hay là mẹ để con ở đây đi, để con đi bộ vô trường. Quên nữa, mình đi bộ cho thả lỏng tay chân mình đi múa được. Đúng rồi, đi đi, dạ. đi. Mẹ hả? Hay là mẹ đi trước đi, hôm nay là bữa đầu tiên mẹ đi làm mà. Thôi được rồi, bữa nay biết lo cho tôi nữa. Tạ đi nè. Ủa? Chào bạn. Nè mọi người, nghe nói tối nay bạn Hân đi thi văn nghệ mà sao mặc đồ kỳ vậy? Mặc đồ vừa xấu mà vừa cũ nữa chứ. Nè, mình đang nói chuyện với bạn đó nha. Hay là bạn sợ mình nói tới mẹ của bạn? Nè, bạn không được đụng tới mẹ mình nha. Mình thích đó thì sao? Nè mọi người, biết gì không? Mẹ của bạn Hân bị gù. Sao? Mình nói không đúng hả? Mẹ của bạn bị gù. Bạn làm gì vậy? Mình đã nói rồi, bạn không được đụng tới mẹ mình mà. Mình thích nói, mình vẫn thích nói. Mình đã nói bạn đừng có nói nữa mà. Ui bạn có sao không? Bạn trời ơi con ơi con. Ôi bị cái gì vậy nè? Sao té vậy con? Đứng lên con. Sao vậy nè? Ủa, thì ra là chị đó hả? Dạ chào chị. Chị à, sao chị để con, chị đánh con tôi vậy? Nhiều khi chị hiểu lầm đó. Con nít mà nó giỡn với nhau rồi đụng tay đụng chân rồi nó lỡ té đó chị. Con chị nó rất là vô lễ. Mà sẵn ra tôi nói cho chị biết, tôi là hội trưởng hội phụ huynh. Con chị cứ vô lễ như vậy hoài thì có thể nó sẽ bị đuổi học đó chị. Chị Hân, đứng nghe nè. Con qua con xin lỗi bạn đi. Con có qua xin lỗi bạn đâu. Qua xin lỗi con bạn. Con có qua xin lỗi em đâu. Con đâu có làm gì sai đâu. Sinh con ra mà không dạy được con cũng là một thất bại của người mẹ đó chị. Thôi em thay mặt Hân ấy xin lỗi cháu nó. Còn chị nữa, hình như tôi nhớ bữa nay là ngày đầu tiên chị đi làm giúp việc cho nhà tôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Thôi từ bây giờ chị khỏi đến nữa nha. Chị đi ơi, con mình hiểu lầm á, có gì mình từ từ mình nói. Thôi chị được rồi, cái gì mình nói chuyện với nhau. Tôi không muốn giận chị nữa. Ấy da con làm cái gì vậy hả? Chị con em dạy về dạy lại con chị đi. Ai cho con cắn người ta vậy hả? Ai biểu người ta con đường mẹ chơi. Con đã nói với mẹ rồi, cái gì mà cũng nhường hết á. Mẹ không làm được chỗ này thì mẹ làm chỗ khác. Mẹ cứ để tao kinh thường mẹ hoài à. Đứng lại. Ai cho con nói gì với mẹ? Ai dạy con hổ như vậy hả? Con không cho mẹ diễn chung với con, mẹ cũng chiều con. Con không cho mẹ tới trường cổ vũ văn nghệ con, mẹ cũng làm theo ý con rồi. Bây giờ tới cái chuyện mà hàng ngày đưa con đi học, con cũng không cho mẹ đưa con tới trường nữa. Tại con sợ bạn bè con nhìn thấy mẹ rồi cười con đúng không? Con xấu hổ vì con người mẹ như mẹ lắm đúng không Hân? Mẹ ơi, mẹ hiểu lầm con rồi. Không phải là con sợ người ta cười con, mà con sợ người ta kinh thường mẹ, làm cho mẹ buồn. Nhưng mà con không có muốn thấy mẹ buồn. Trời ơi con tôi. Mẹ thương con như vậy làm sao mà con xấu hổ được. Con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng xin lỗi con Hân ơi. Thôi nè, đến giấc nào mất khóc nữa nè. Tôi thi văn nghệ, trễ giờ rồi. Xe tôi đâu rồi, đưa con tôi đi đi. Làm diễn viên, giọng nói con rất là tốt. Con diễn, con biết tiết chế, con biết cách là con phải làm cái gì. Nhưng mà cái bài dựng này cho con, cái vở này cho con hơi bị nặng. Con diễn xuất nó vô cùng là tự nhiên ha. Con chưa có qua trường lớp, nhưng mà cũng nhờ như vậy là tụi con có được cái sự tự nhiên, cộng với cái bản thân của con là một em bé rất là nhạy bén với nghệ thuật, cho nên con mới có được những điều đó. Cô rất là thích cái phần trình diễn của con. Cảm ơn con. Con diễn giống như hơi thở của con, như tiếng nói của con, tất cả mọi cái nó nhẹ nhàng, nó toát ra. Và chính vì thế làm cho cái phần trình diễn của con nó trở nên nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu lắm. Con đã làm rất tốt trong cái vai diễn khó này. Cảm ơn cô. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Trời từng từng lăn dài sau ý lưng thòn, dạng vạng cuộc mộc cua giòn ý tiếng kêu xa gập cẩn kia ý đoạn trường tất tà tất tưởi bước ý phòng sương ngại ngần niềm cái gì chìm nợ lần niềm thế gian gì ý ai ai. Non đi thở nước xanh nước đi thở nước biếc, con trăng vẫn tròn em vẫn son nè. Ôi ai xoay vần con quay quay em say giấc mơ say tình, say người em yêu say người em thương, đêm phơi non là em vẫn son. Trên con dốc ít bèo giạt mây trôi chốn xa xôi, em ơi anh vẫn đời bèo giạt mây trôi chiêm xa tang tính tình cả lồi ngầm một tiếng trống hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy đâu. Hey, nãy giờ hát muốn khô cả cổ mà chẳng thấy liền anh liền chị nào ra đối đáp. Thôi bây giờ chúng ta cùng xuôi về miền quan họ chơi tối nào. Let's go. Âm vang lòng thành phố miền quan họ ta ơi, phân hèn hồ từ đó một kinh bắc xa xôi. Âm vang lòng thành phố miền quan họ ta ơi, phân hèn hồ từ đó một kinh bắc xa xôi. Hèn hồ chi mấy trôi mèo sạt, hèn hồ chi nước trôi mối tình sau chẳng mê duyên nhau, một đời mắc nợ còn lòng câu hát hẹn hò chi mấy trôi bèo dạt, hẹn hò chi nước trôi đã mòn, ngọn đèn khuya mơ tỏ năm canh trưa. Rồi áo everybody let's dance Michael with me. Hey, âm vang lòng thành phố miền quan hốt ta ơi, vẫn hẹn hò từ đó một kinh bắc xa xôi. Âm vang lòng thành phố hò ta ơi, vẫn hẹn hò từ đó một kinh bắc xa xôi. Hẹn hò chi mây trôi bèo dạt, hẹn hò chi nước trôi đã ngổn, ngọn đèn khuya mơ tỏ năm cánh trưa. Trăng trăng lặn tàu người xa gặp hồi 13 giờ ta một bóng. Màu sông rong ròng trò chơi trời cao miếng trao và câu buồn đầu một kiếm. Câu hán chương chi còn đâu đây? Sông nước tiêu tương, làng quan hò bé bồng trong thành phố, lũy tre làng bé bồng trong tìm hướng. Em ở đâu? Câu hát ở đâu? Ia, 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 hết. Miền quan hồ âm vang lòng ta đó, miền quan hồ âm vang lòng ta đó. Kinh Bắc ơi, 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 ơi. Người ơi, người ở đừng về. Một tràng hoa tay cho Nhật Minh. Xin cảm ơn Vũ Đoàn Ô. Thank you. Hôm nay khi mà bé Minh á, thể hiện tiết mục này nè, mình cũng không có ngạc nhiên, bởi vì cái phong cách của cô Tố Ni á, khác với cô Tố My. Cô Tố My là lúc nào cũng nhẹ nhàng, dân ca, dịu dàng. Còn cô Tố Ni, cô nổi loạn dữ lắm, cô hát trái bọng dữ lắm. Cho nên là hôm nay khi con trình diễn cái này, chú không ngạc nhiên, nó nói phải rồi. Cô Tố Ni, cô phóng vô, cô làm cho tự nhiên con mang một cái màu sắc khác. Không phải là những tuần trước con không hay, nhưng mà tuần này nó rất là lạ so với những gì mà con đã từng trình diễn cho mọi người xem. Lần đầu tụi em rất là lo là Minh sẽ không hát được dân ca đương đại như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay em thực sự cảm thấy rất là vui. Và cô Tố Ni rất là hãnh diện về Nhật Minh ngày hôm nay. Ngày hôm nay con diễn càng sung hơn nữa. Cô rất là muốn phóng lên sân khấu hát cùng con. Trời ơi, máu nghệ sĩ anh. Cái máu diễn ấy, nó trào lên. Nhưng mà thôi, mình cứ ngồi đây và hướng dẫn cho con. Ngày hôm nay con làm rất là tốt nha. Chúc mừng con. Cảm ơn cô Tố Ni nhiều. Nói chung là cái phần mashup giữa dân gian và đương đại rất là tốt, rất là có duyên. Và cô cực kỳ rất là thích giọng hát của Minh, bởi vì cái giọng Minh có cái độ rền rất là bắt mic, rất đẹp, và giọng này thu âm cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà cái gương mặt của con phải thay đổi, con hát phải thoải mái hơn, những cái phần biểu diễn phải có tinh thần hơn. Con chưa có được cái điều đó thì con về con phải tập cái đó nha con. Ok, chúc mừng con. Xin được chúc mừng con. Miền Tây gió lớn, miền Nam hai mùa mưa nắng 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 nắng. Đó, bây giờ bà con đã hiểu vì sao tôi luôn dành hát với nó. Trời ơi, tụi nhỏ bây giờ ghê quá. Chị Nam, con cũng hát hay chứ bộ. thì đừng có hát. Bá buồn. Buồn cảnh. Út Đẹp, đừng có buồn nữa nha. Hát dở thì mình phải chịu. Bẩm sinh mà. Tại bà đó. Tại bà đó. 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 Tại ba bà. Ba bà. Ba bà đi mang con xuống, mang đi dặn đường lon con chạy về. Ba bà đi ba đường xe, ba đi chặn được cà về lon con. Ê, chạy đâu vậy? Đi về. Sao về? Đang bán heo mà. Ra đây tôi mua cho. Chơi thêm một trò nữa hả? Ừ. Chơi liền đi, chơi liền đi. Nhưng mà chơi trò gì? Chơi gì cũng được. Gì vậy? Mẹ. Tụi con nhớ nghe chưa? Vì bảy mới đốt nhăn mũi trọng đó. Coi chừng đi ra đi vô phỏng nghe chưa? Dạ. Bây giờ chơi gì giờ? Hay là mình chơi bịt móc bắt dê đi. Tụi có cái khăn nè. Rồi. Mình lên bờ mình chơi đi. Trước cửa nhà tôi đó rộng rãi lắm. Muốn chạy đâu chạy à. Thôi, bà đừng có suối bậy tụi tôi lên nhà bà. Mẹ bà la tụi tôi nữa. Mấy bà đừng có sợ, tôi bảo kê hết. Tiến lên. Rồi, bị liền đi. Các con dê sẵn sàng chưa? Bè. Hey, bắt đầu. Bè. Ê, tôi bắt được bà rồi mà, bà cho ăn dê em quá à. Ê, lần này khỏi chạy trốn nha. Con dê thì nó mập quá à. Ê, con dê này mập quá à. 1, 2, 3. Con chạy đi đâu đó? Con đi trốn. Trốn ai? Con đi trốn vì Năm. Vì Năm nào? Năm Đua. Năm Đua là mẹ mày đó. Ủa? Con nhỏ này nó bị lẫn hay sao? Trời ơi, con quên. Đi về đây mẹ biểu coi. Còn mấy đứa này nữa. Ngộ ghê á. Mỗi lần mà thấy dì Năm là tụi con trốn mà. Miễn làm sao con đừng có đi qua bên hàng ba của dì Năm là dì Năm đâu có la đâu mà sợ. Dạ. Vậy hả dì Năm? Nè, con đi ra bên chợ mua cho mẹ bịch đường nha Lên. Dạ. Nhanh lên nha. Dạ. Đợi tôi chút xíu nha, lát hồi tôi về liền. Vậy nhanh nha. Ok. Rồi, con dê nào nãy cho ăn gian cống nạp đi. Khỏi chị biết rồi. Nè, tôi có trái me tôi mới leo cây 2 sáng nữa tôi cho bà đó. Trời, tưởng gì me. Dốt bột đó. Ê, cái gì dốt bột? Me. Ở đâu tụi bay có? Dạ, bạn con Hai ở đâu? Hai nhà dì Năm. Lên bờ. Chết rồi. Nhanh lên. Buông tôi đây cho tao. Trời đất ơi. Đưa cái me đây. Nhanh lên. Trời ơi con ơi. Me ngon quá. Me mập với dì Năm vậy là ngon lắm nha con. Trời ơi. Sao hái có một trái đủ rồi sao mà ăn được? Dạ đâu có. Con hái tới một rổ lận. Đem ra. Trời mình ơi. Có đồ ăn phải chia cho bạn bè ăn nhỏ ích kỷ để sợ. Trời ơi. Nhiều quá dạ. Chia cho bà con ăn mỗi người một ít. Dạ. Chị Năm đi lấy muối ớt cho ăn. Dạ rồi. Bà con ơi ăn me không? Dạ ăn me không? Không ăn me. Trời ơi đây không ăn me hết rồi. Con mời cô luôn. Trời ơi ngon lắm nha. Con mời chú. Con mời cô. Ê đây. Con mời cô. Ôi mày chơi với tụi con nữa. Ê qua đây. Ăn me với dì Năm nè. Dạ. Ê đứng dậy. Bước qua đây hết nhanh lên. Ủa nhỏ này kỳ mày. Bước qua bên đây. Qua với dì Năm. Dạ thôi dì Năm. Tụi con lên nhà nổi của tụi con ăn rồi. Tụi con không xuống nữa đâu. Qua đi ăn dì Năm cho phép. Yes. Ôi nó ngon bay ơi. Rồi dì Năm biết không, ngồi ở trên bờ á sướng lắm, không có bị lắc lương như với nhà nổi dì Năm. Ồ, tụi con thích lên bờ chơi lắm hả? Dạ thích. Lên trên bờ sướng lắm, thoải mái thoáng mát, vừa có quạt vừa có điện, lại vừa sáng nữa, không có bị mũi chích như ở nhà nổi. Đúng rồi dì Năm. Lên trên bờ sướng lắm á dì Năm. Đúng rồi con. Tụi con á được đi học nè, học chữ nè, học múa nè, học hát nè. Hát cho đỡ dở. Đúng rồi đó. Trời ơi nhỏ này nó có chí cầu tiến. Tụi con muốn lên bờ thì kêu ba mẹ mình dọn lên bờ ở, rồi cho tụi con đi học dễ mà. Nhà tụi con nghèo làm gì có tiền mua đất. Mà nếu có đất cũng đâu đi học được đâu. Ủa sao vậy? Dạ có giấy khai sinh đâu mà đi học. Đúng rồi dì Năm. Út Đạt là dì Năm đó nghe. Dạ. Bây giờ dì Năm hỏi con nha, nếu như mà con được lên bờ á thì cái điều đầu tiên con làm là gì? Dạ, con sẽ đốt cái nhà nổi. Hả? Nhỏ đây nhà nổi. Đúng rồi, mình có nhà trên bờ, còn gì nhà nổi nữa. Đốt nó đi, thà là bỏ đi hết, ta làm lại từ đâu. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng. Trời ơi, dì Năm khoát cái bài này lắm nghe mày. Với lại bà lớn mà biết suy nghĩ dễ sợ. Ăn me tiếp mấy đứa. Dạ. Ê mà nói nghe nè, hồi nãy con nói me này bẻ đâu? Dạ, bẻ nhà dì Năm. Tao biết rồi, dì Năm nào? Năm Đô á. Dì Năm Đô. Dạ. À, đợi dì Năm chút xíu. Ủa, dì Năm đi đâu vậy? Lấy cây chổi đánh tụi bay chứ gì. Dì Năm tụi con. Trời ơi là trời. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi cây me của tôi. Trời ơi cây me tái của tôi. Tôi lận lội qua tái. Tôi lấy giống về tôi trồng 40 năm nó mới có trái. Trời ơi ăn không dám ăn. Vậy mà tụi bay lỡ nồng nào hái ăn cho đã, cho bà con ăn sớm. Mày đâu có xạo, cái này me Việt Nam. Chưa phải rồi. Me Việt Nam mà nói me phải gì. Bà không có trồng cái me nào mà 40 năm mà có trái đó. Bà ngang ngược mà vừa phải thôi. Cho mấy đứa nhỏ mấy trái mà làm gì dữ vậy. Kệ tôi. Nè tôi nói nha. Ai lắm cô ơi. Ai mời? Ai mời mấy người đó ăn? Dì Năm ơi. Lại là dì Năm. Mẹ ơi. Cái gì? Đường nè mẹ. Cho qua nhà ông Đạt chơi xíu nha mẹ. Đứng lại. Từ đây về sau mẹ cấm tiệt con không được chơi với cái đám này. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Còn ba đứa này dì Năm cấm tiệt tụi con bước lên hàng ba của dì Năm. Bước qua tao chặt kỹ vô. Dạ. Đem me vô cho mẹ. Dì Tư về. À, mẹ về. Ừ, ra đây. Út Đẹp, mẹ có mua cái này cho con nè. Ồ, hôm nay mẹ nấu canh gì vậy? Canh chua thơm. Út Đẹp thích nhất món này đúng không? Wow, ngon quá à. Nè. Ê, mấy bà qua ăn khế không? Ăn. Đem vô bếp cho mẹ đi ha. Dạ. Nè, nhớ rửa phụ mẹ nghe. Được ăn canh chua. Mẹ. Bông. Ra đây. Trời ơi, gan quá vậy. Không biết là nguyên cái xóm này ai cũng biết là dì Năm là dì quý cây me đó nhất. Mày thèm ăn me phải không? Dạ. Đi qua đây là nói dì Tư mua cho mấy đứa ăn chứ không có được hái vậy đúng không? Yeah. Con nít mà tự tiện mà hái đồ của người lớn như vậy mà không xin phép là hư. Người ta nói mình ăn cắp ăn trộm nghe không? Dạ. Chê! Chê rồi! Ủa cái gì vậy? Mẹ mày cơ. Chê rồi! Chê rồi! Sao mẹ đi đâu mà hổ tha hại vậy? Hồi nãy tôi nhà tôi chưa kịp tắm cái tự nhiên cái nhà tắm của tôi bốc lửa. Tôi mới nhìn qua nhà chị, nhà của chị cháy nó táp qua bên nhà tắm của tôi. Trời ơi! Trời cháy rồi kìa chị! Nè, cái gì không hả? Không mấy đứa nhỏ đẹp chết bò kêu hàng xóm đứng đi. Đánh lên. Con đứng lên, con chị ơi, phải mượn mấy bom mất kìa, chị đi mượn mấy bom đi. Mấy bom ơi. Bà con ơi phụ đi mượn. Cái gì mà không sờn vậy? Chị Năm ơi, chị Năm, nhà của tôi cháy rồi chị Năm, làm ơn cho tôi một cái máy bơm, tôi bơm nước trên sông lên dập lửa cháy nhà được chị Năm ơi. Máy bơm hư rồi. Thôi bà con, mỗi người bây giờ nhanh lên đi bà con ơi. Không thôi là không kịp đâu. Đi đâu vậy? Tôi cứu Út Đèn, nó còn mắc kẹt ở trong bếp đó. Trời ơi, bây giờ lửa cháy lớn, chị vô là chị chết đó. Nhưng mà nó còn ở trong. Buông tôi ra. Mẹ ơi. Đâu vậy? Út Đèn. Trời ơi. Trời ơi. Chị bay. Thôi cảm ơn bà con nha. Bây giờ hết giá rồi. Bây giờ bà con Mạnh nãy về nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Cảm ơn mọi người. Trời ơi con tôi. Đưa nó lên trên bờ đi chị. Lạnh lắm á con. Đi lên bờ với mẹ. Đi. Hồi nãy con nghe mẹ kêu không? Hả? Mẹ kêu là Út Đen rồi. Tại sao con không lên tiếng? Hả? Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Hả? Dạ con. Hồi nãy con có nghe tiếng mẹ kêu mà con thấy con chó đang bị mắc kẹt trong đám lửa nên con cứu nó ra. Trời ơi, con mà có chuyện gì là mẹ chết Út Đèn ơi. Thôi được rồi, bây giờ không có hay bị cái gì là mần rồi, chị đừng có la nó nữa. Chơi chơi con ơi, cái gì vậy? Trái ở đâu con đi chơi. Trời ơi sao mà cháy hoài vậy? Chị Bảy ơi, chị Bảy, bà con ơi cứu giùm nhà tôi với, nhà tôi bị cháy. Bà con ơi, bà con cứu giùm nhà tôi. Ở nhà tôi xong rồi. Không có gì nữa đâu bà con. Ủa chị ơi, chị có ghét tôi thì cũng phải dập lửa nhà tôi chứ chị. Điên hả? Cái lửa có bị nhúm gì à, bà làm quá. Không, tôi thấy cháy bên này tôi sợ á. Không có sao hết á. Tôi cảm ơn chị bà. Không có gì. Thiệt chứ chắc sau vụ này tôi làm lính cứu hỏa quá. Tôi cảm ơn bà con nha. Tổn. Dạ. Trời ơi con ơi con. Mày chơi cái gì mà cháy ở chồng vậy con? Dạ, tại mẹ không cho con qua nhà ốc Đạt chơi. Con chơi đồ hàng một mình. Mày chơi đồ hàng sao cháy nhà? Con lấy dầu hôi con nấu ăn. Ôi, con ơi chút xíu nữa là con nấu mẹ luôn rồi đó. Tôi cảm ơn bà con. Thôi không có sao hết á. Nói chung là chuyện gì cũng qua. Mấy đứa nhỏ nó bình an là mừng rồi, bỏ qua mấy cái chuyện này đi ha. Đâu có bỏ qua được chị. Nhà tôi cháy á là tại vì con nhỏ này nó đốt nè. Còn mà nhà chị cháy là phải có người đem lửa vô đó. Dạ không có. Sáng giờ có mỗi tụi con chơi trên này à, đâu có ai đem lửa xuống nhà nổi đâu. Có. Ai? Gì bãi? Mẹ. Ôi trời ơi con nói bậy bạ vậy rồi bà con hiểu lầm gì chết. Hồi nãy dì thấy nhà của con cháy rồi dì qua còn dập phụ, không lẽ dì đốt lửa dì la làng. Với lại hả, hồi nãy nè dì thấy tụi con chơi sợ mũi cắn dì còn đốt nhang hả, còn lửa dì còn dặn mấy đứa đừng có vô trong nha, coi chừng bị phỏng. Đúng nè, rồi đó đúng không? Mẹ tôi có nói vậy mà bà đừng có vô quan nha. Dì Bảy ơi, nhưng mà cái nhang mũi vẫn còn lửa đúng không dì Bảy? Còn. Dì Bảy để ở đâu? Thì dì Bảy để ngay cái vách lá nhà. Thì đó, mọi người thử nghĩ đi, cái nhang mũi vẫn còn lửa mà gặp phải cái vách lá thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bén lửa. Mà cái vách lá đang bị bén lửa mà gặp phải gió lớn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cháy nhà. Mẹ này. Mọi người ơi, tôi không có ác ý tới mức vậy đâu. Thì có, tại tôi thương tụi nhỏ nên mà tôi vô tình tôi ẩu tả rồi làm cháy nhà, chứ tôi đừng có hiểu lầm tôi nha. Rồi bây giờ mới biết được là chị Bảy làm á, thì mai mốt chị Bảy cẩn thận chút xíu nha. Tôi biết rồi. Còn là con nít con đó. Thôi bây giờ á, nhà của chị á cũng lỡ cháy rồi, cũng phải đợi sửa chữa. Trong cái thời gian đó chị dọn qua nhà tôi ở đi. Thôi chị Nam ơi, làm vậy phiền gia đình chị quá à. Phiền cái gì, cho con nhỏ này nó qua nó chơi với con nhỏ này luôn, đỡ đốt nhà. Dạ cảm ơn chị Nam nhiều lắm. Chị Nam ơi, cảm ơn cái gì vô dọn đồ qua nhà tôi ở. Dạ cảm ơn chị Nam. Chị Nam tôi ở ké với, chừng nào nhà bà cháy thì tôi cho ở. Nhưng mà nãy tôi cháy nhà tắm rồi. Trời ơi, cháy nhà tắm có gì đâu. Ôi. Ủa rồi cái cháy nhà tắm mày dập lửa chưa? Mày khùng hả, cái nhà này cháy lớn thôi mình phải qua mình dập trước chứ. Rồi nhà mình sao? Rồi đi ra hết đây, diễn viên nhỏ lớn ra hết đây. Câu chuyện này thật ra chú Nghĩa không thích bằng so với những cái tiết mục trước đây mà khi con đã trình diễn. Thứ nhất là về nó quá dài, cái câu chuyện nó chưa có bật lên được cái chủ đề là tình làng nghĩa xóm. Và nếu như cái câu chuyện này nó chuyển sang cái hướng là một nhân vật của Kim Đà là một cái nhân vật khó chịu, một nhân vật ích kỷ trong cái xóm này, mọi người không có ưa. Tại vì câu đầu á về chả dinh gì đó, cái câu của em hát đó, đáng lý là thằng bé kia nó hỏi nó tao thích hát được không, ai biểu mở nhạc giọng qua tao hát, dạng giống vậy. Có nghĩa là em phải xách mé mấy đứa nít giống như là lớn tuổi mà cũng không nhìn á. Và con chó là một chi tiết rất dễ thương, nhưng mà tại sao nó không đắt là bởi vì ngay từ đầu mình không giới thiệu cái nhân vật con chó này. Thì khi mà xảy ra cái chuyện hỏa hoạn, tất cả mọi người sau khi đã cứu thoát được rồi mà vẫn không thấy bé Hân đâu. Sau đó Hân nó mới bưng con chó ra thì người ta mới thấy thương. Còn thằng này giấu con chó từ đầu, chả ai biết là có con chó. Hồi đầu em xua con chó ra đuổi tụi nó, xua con chó đúng ra vậy, đuổi mấy đứa này về, chó ra cho xua đó. Nhưng mà lát nữa có chuyện thì cứu lộn người lo cứu, tiền bé Hân chạy vô cứu luôn con chó nãy luôn. Trong tiết mục này thật ra bé Gia Hân không nổi bật, thành ra cho nên khi mình dựng tiết mục cho thí sinh của mình cần phải tập trung vô bé thí sinh là chính. Nhưng mà cái vấn đề của người đạo diễn và người huấn luyện viên của chúng ta đó, phải lựa chọn kịch bản, phải đẩy làm sao cho nhân vật chính là bé Gia Hân của chúng ta nổi bật. Hôm nay con không nổi bật bằng những tuần trước con đã thi, mặc dù khả năng của con vẫn là như thế, con chưa bị mai một đi, con vẫn duyên dáng dễ thương. Bây giờ học tài thi phận, mình sẽ xem các phần thi còn lại như thế nào. Nhưng mà nếu cái này để làm một cái vở kịch dài thì chúng ta cần thêm mảng miếng và cắt khúc từng chi tiết ra để có bản lật, chứ không coi nó bị đều ha, giống như hát chứ không có câu trào vậy đó nha. Rồi vậy thôi, chúc mừng nguyên cả nhà của chúng ta, tình làng nghĩa xóm. Xin được cảm ơn ban giám khảo và một tràng pháo tay thật lớn nữa cho tiết mục của Gia Hân và các nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn. Dạ vâng, con tên là Quang Vũ và con đến từ thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và hôm nay con xin trình bày ca khúc được mang tên Và Tôi Đi. Tôi vẫn hay mộng mơ về tương lai nhiều ánh sáng rực rỡ. Đam mê luôn rực cháy và tôi muốn vươn lên bằng chính hai đôi tay. Bao nhiêu bộn bề lo âu, đường tôi đâu vực sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, tuổi thơ cùng cha đi đó đây, tôi thường nghe bao bài ca trên xe nào có hay. Đam mê cao khát cùng gió mây, biết điều khi tôi có câu ca niềm vui này đắm say. Và đôi khi tôi sao lãng về ngày mai, quên đi hiện tại tôi không biết mình là ai. Qua bao khó khăn tôi mới biết được ước ao, bay lên một trời cao này cùng với khát khao gió. Bao nhiêu bộn bề lo âu, đường tôi đâu vượt sâu khắp nơi, đôi khi lại càng buông lơi vì tôi mê những thứ không vào đâu. Cứ thế từng ngày trôi qua, đặt tay lên nhận ra chính tôi rồi thế đứng lên thêm lần nữa. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Sẽ đến nơi chân trời xa với giấc mơ bao ngày qua, chạy theo khao khát của riêng ta. Sẽ hát câu ca đẹp tươi dẫu bước qua bao ngày mưa, thì giờ đây tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Ok, và tôi đi, 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 oh yeah, và tôi đi, và tôi đi, dẫu ai có nói điều chi. Và tôi đi, 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 và tôi đi, và tôi đi, dẫu cho trông gai về sau. Và tôi đi. Thì thầy Đại khoái nhất là mấy cái chỗ mà mới vô là cái accord, vô một cái là con vô liền rồi. Và con vô chính xác. Và cái giọng của con rất là lạ luôn. Rồi đọc rap, rồi đủ thứ hết. Con có biết nhảy không? Dạ có. Con nhảy thử được không? Trời ơi, tôi không thay đổi ý kiến được. Tôi về thay đổi ý kiến được. Giữ nút rồi. Xin được chúc mừng con Quang Vũ về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Linh. Đây đúng nghĩa là cướp thí sinh luôn nè. Bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Xin mời. Tên của tôi biệt danh anh Ba Khía, sông nơi ruộng đồng quê hương có dòng sâu. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm mưa nắng gian nan bên ruộng đồng. Anh Ba Khía, anh Ba Khía, anh Ba Khía. Và đó chính là Đức Thanh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Gió Việt. Gió Việt ơi, bớt bận áo bà Ba Hồng lại nghe. Đàn ông à, con trai anh Ba Khía bận áo hồng theo cái bông ơi, màu trời tím. Màu tím chứ không phải màu tím hả? Màu hồng, dạ, tím màu đúng tím không? Nó còn dễ sợ màu hồng. Thấy cưng quá à. Nhưng đây lòi ra anh Ba Khía đó, rất là chất phác dễ thương. Mình con là Ba Khía rồi, còn mấy ông kia là 7-8 khía đó. Gian nan mưa nắng trên ruộng đồng mà sao trắng tươi à. Con có hay đi mần ruộng không mà sao con trắng dữ? Con có mê dữ? Chú Đan Trường không? Dạ, thân tường của con là chú Đan Trường. Thì bởi vậy y chang luôn. Rồi, bây giờ là cảm nhận của ban giám khảo. Và xin mời chị Đoàn Trang ạ. Con rất là có duyên sân khấu, nội điều đó là đủ thu hút làm cho khán giả cảm thấy rất là thích tiết mục của con rồi. Rồi trong giọng hát của con cũng vậy, hát rất là vang, rất là sáng. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Hiện nay chắc là Đan Trường coi được thấy hình ảnh của mình mà người ta còn nói thần tượng nữa. Làm y chang, đưa cái chân y chang, để cái tay y chang luôn. Vậy là vui rồi, nghệ sĩ mà người ta mê tới vậy là ngon lành rồi ha. Chỉ có thắc mắc có một điều là có mình con ba khía, còn mấy ông kia là hoang mang nãy giờ. Nãy giờ chưa thể tỉnh hồn được chứ cái nhóm múa nữa. Những cái bài về miền Tây như vậy nè, nó không có quá khó, nó không có quá phức tạp, nhưng mà cái tinh thần con làm ra được là dễ thương rồi. Nó chân chất, nó mộc mạc, nó đúng như là cái nhân vật ông ba khía vậy đó. Chú Đan Trường giống như thu nhỏ lại thành con vậy đó. Hy vọng rằng lớn lên con sẽ đẹp trai như chú Đan Trường, hát hay như chú đó luôn nghe. Dạ, con cảm ơn. Chúc mừng con. Cảm ơn ba giám khảo. Còn về lớp học nhà Minh, sau khi ngày hôm nay được trình diễn trên sân khấu này, áo bà ba thì có hơi bày tấm khía lắm, như là chị Duy Hương nói. Còn cái tiết mục của bé anh ba khía ở đây thì sao ạ? Vậy á, tại vì ai cũng bà ba nâu rồi bà ba gì đó đen rồi bạc này kia, nó bình thường rồi. Em chủ nhân tím của ý tưởng đó là đây chị Hương ạ. Tím nó mới nổi bật chị đó. Nó mới lạ, em muốn thí sinh của em đọc và lạ đó. Rồi nãy giờ thôi, bây giờ mình đừng bàn tới tám khí nữa, mình bàn tới anh ba khí đi ha. Rồi con Đức Thanh cũng là một trong những thí sinh mà làm cho cô My rất là tự hào. Con rất là thông minh, chỉ cho con xử lý những cái chỗ lên cao hoặc là những cái phát âm. Mặc dù là con ở xa nha, mới vào đây để tập với cô My thôi, bởi vì là con còn đi học nữa. Nhưng con rất là thông minh và tiếp thu rất là nhanh, và đã sửa được những cái lỗi mà cô My đã chỉ ra cho con. Nên là con cứ như vậy mà phát huy nha. Cô hy vọng rằng là con sẽ luôn là niềm tự hào của cô. Chúc mừng con nha. Dạ, con rất cảm ơn cô My. Một tràng hỗ tay nữa cho Đức Thanh. Dạ, con cảm ơn. Dạ, còn tiếp theo sẽ là tiết mục đến từ lớp học nào đây? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nha. Xin mời. Bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời. Xin con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ giúp con yêu thương con tha thiết, mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say. Vì đàn con thương ai bao yêu dấu, đã hy sinh cho con bao nhiêu tuổi đời, mẹ đã bên con và đã cho con lớn lên. Luôn bên con khuyên rằng con nên ngừng, mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống, mong cho con luôn luôn yêu đời, sống vui tươi. Tình yêu cho con bao la biết mãi, những đêm ôm con trong tay khóc ướt vai con. Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều dù không nín, nhưng con thật lòng muốn nói. Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu sát con để qua bao nỗi đau là mẹ yêu, tiếng con nào gọi tên suốt đời là mẹ yêu, mẹ đừng mãi ra đi cho con một cõi. Ôi mẹ, ôi mẹ. bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Xin mời chị Đoàn Trang. Cho cô hỏi là con đang buồn hay con đang mệt hay như thế nào? Dạ con buồn. Con buồn vì điều gì con? Tại vì con nhớ mẹ. Mẹ đang ở đây với con hay là mẹ đang ở nhà? Dạ mẹ con ở nhà. Ok, thì mình nhớ mẹ là điều đương nhiên, ai cũng thương mẹ mình đúng không? Nhưng mà khi mình bước lên cái bục đó, con có biết là bao nhiêu người trông chờ cái phần biểu diễn của mình, nhất là hai cô của con, thì con phải bỏ qua những cái cảm xúc khác mà con phải tập trung thêm vào cái giọng hát của mình nữa. Cho nên cô thấy là phần vừa rồi cái phần hát của con á, nó hơi tiếc, trong khi con rất là có chất giọng nhưng mà cái phần biểu diễn vừa rồi nó chưa được tròn trịa cho lắm, bởi vì do con không tự tin, do con còn bị lo ra cái gì đó, thì cái đó tiếc lắm tụi con, bởi vì tụi con chỉ có được 3, 4, 5 phút để mà đứng trên sân khấu để thể hiện mình thôi, mà mình đã bỏ lơ nó ra thì mình mất đi một cái cơ hội để chiến thắng đúng không con? Cho nên các con phải thực sự là cố gắng để kết hợp với lại thầy cô của mình để tạo được cái sự thành công cho tiết mục của mình. Tiết mục này mà nó có được vô sau là phải cảm ơn hai cái mẹ con của Vũ Công, nó quá giỏi. Này là 5 năm luôn á. Tôi chấm bên này 5 phút rồi tôi phải lo qua bên này 5 phút đó. Cho nên là tiết mục sau mà con có vô nữa, con nhớ mời bé con đó làm nữa nha con. Nói em ơi em phụ chị nghe không con? Thế nhưng ngày hôm nay chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người đồng cảm với giọng hát của con. Và chú Nghĩa có muốn nói gì thêm không ạ? Thật ra khi đến với chương trình này bé nào cũng giỏi cả, tài năng coi như là ngang ngang nhau. Nếu như có thì chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, chứ không có phải là bạn nào quá vượt trội hơn bạn nào đâu. Về hai đội, các thầy cô của các con là những người làm nghề lâu năm, làm nghề chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm để huấn luyện cho các con. Cái vấn đề là các con đã tiếp thu những bài học đó như thế nào, và các con đã hấp thụ cái bài học đó và mang ra sân khấu này ra làm sao. Cái bản lĩnh của các con khi đứng trước khán giả ra sao, thì cái điều đó nó quyết định cái chiến thắng của mình hay không. Hôm nay xem như là một bài học của con ha. Có thể là mình chưa làm đúng như những gì mình có hoặc là mình mong muốn, nhưng mà nếu như có những lần sau hoặc là mình may mắn mình đi tiếp nữa, thì hãy nhớ ngày hôm nay mình đã như thế nào để mình làm tròn cái vai trò của mình hơn con nhé. Dạ, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Và ngày hôm nay xin được chúc mừng cho Thùy Vy với tiết mục Mẹ Yêu rất là tình cảm vừa rồi của mình. Còn ngay bây giờ sẽ là tiết mục tiếp theo. Xin mời tất cả quý vị. Cảm thấy có vui không? Thôi đi ông Ali ơi, vui làm sao nổi mà vui. Ai cũng đói bụng hết trơn á, mà ông còn bắt ra đây á để mà nhảy múa nữa. Cô Radha, cô phải vui vẻ và sống lạc quan lên chứ. Con hiểu ý của ông Ali nè. Ông Ali, tôi biết á, ông muốn làm cho mọi người được vui hơn, nhưng mà ông nghĩ đi, đất đai ở đây đó thì khô cằn, mấy năm nay không một giọt mưa, nước chúng tôi cũng không có uống, kiểu này làm sao chúng ta sống nổi hả ông? Nhưng mà... Mẹ ơi, mọi người cần mưa sao? Đúng rồi con gái à. Vậy thì con sẽ làm mưa cho mọi người. Ôi, ơi đi lấy nước. Mẹ, đâu hết mưa rồi, đâu có mưa đâu. Trời ơi, tôi chưa kịp lấy xà bông gội đầu luôn đó. Mưa đâu con. Từ từ, Harry à, con làm lại đi con. Hả? Mẹ ơi, con chỉ làm được như vậy thôi. Trần Linh ơi, thấy chưa, tôi nói rồi, con bé nó không có biết làm cái gì hết á. Harry hả? Ngoài làm mưa ra, bạn còn làm được gì khác không? Còn chứ. Kìa, bạn thấy chậu hoa của ông Ali không? Thấy, trồng lâu rồi vẫn chưa ra hoa. Ôi, ông đừng có buồn. Ông yên tâm đi, con sẽ làm nó ra hoa. Hả, tiên hả? Dạ, xem nè. Ôi, ôi, wow, còn bên đây nữa. Wow, quá đẹp. Ôi đẹp quá. Ông Ali ơi, nở hoa rồi nè. Wow, mất tiêu. Harry, hồi nãy mình mới thấy hoa nở mà, sao bây giờ nó mất tiêu rồi? Tại vì phép thuật mình chỉ làm được như vậy thôi. Bạn gạt con. Kìa Harry, Vera ra, con làm cái gì vậy? Nhưng mà bạn gạt con. Bạn gạt con nhưng con cũng không có được xô bạn như vậy chứ. Harry, mình có cái bánh nè, đáng lẽ ra mình cho bạn ăn mà bạn nói dối, mình không cho bạn ăn đâu. Má, đi về. Ê con, đi về con. Ôi, ta ra. Harry, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con đừng làm phép thuật nữa. Con thấy chưa, những cái trò vui đùa của con đó làm cho mọi người khó chịu rồi đó. Mẹ thất vọng về con quá. Mẹ, ông Miley ơi, thật sự con không muốn chuyện này xảy ra đâu. Con chỉ muốn cho mọi người vui thôi. Ông có hiểu con không ông? Thôi được rồi, ông hiểu con. Nhưng mọi người trong làng thì... Thôi được rồi, đi theo ông. Thì ra đây là khắc tinh của ta. Cuối cùng nó cũng xuất hiện rồi. Nó ở đâu, tên gì? Dạ thưa quốc vương, cô bé tên là Harry, ở làng Hara. Bắt nó và giết nó cho ta. Nhưng mà thưa quốc vương, cô bé chỉ mới 9 tuổi. Và sức mạnh phép thuật của cô bé chỉ là nhất thời thôi. Bây giờ nó mới 9 tuổi thôi mà nó đã làm cho sấm chớp nổi lên, nó làm cho hoa nở, rồi sau này nó lớn lên thêm nữa, phép thuật nó sẽ mạnh hơn. Và lúc bây giờ nó sẽ là mối nguy hại cho ta, hiểu không? Ý theo lệnh của ta, tới đó, nhanh lên. Tuân lệnh. Đi. Lo. Hỡi dân làng Hara, nhân dịp quốc vương vừa mới tìm được cánh cửa đến miền hạnh phúc, nơi đó mọi người sẽ được ăn no mặc đẹp mà không phải lao động gì cả. Quốc vương muốn tất cả mọi người sẽ được hạnh phúc. Hãy nhanh chân tới cung điện đi nào. Lo. Wow. Đi hạnh phúc. Đi thôi. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Mẹ, chúng ta đi thôi. Bắt con bé chúng ta. Thôi đi, chạy đi con. Ông Miley ơi, giờ phải làm sao đây ông? Đừng khóc nữa nha. Ôi, thần linh ơi, cái làng này đã làm gì đến tôi mà người lại trừng phạt chúng con như vậy? Nếu như mọi người có nhìn xuống thấy được số phận của những đứa trẻ ở đây thì con xin người hãy cứu lấy chúng con. Ông Linh ơi, xin hãy cứu mẹ chúng con. Có ta đây. Bé kia, lại đây. Thần kêu kìa các con ơi. Ông ơi, mẹ con bị... À, ta biết rồi, mẹ con và dân làng đã bị quốc vương bắt đi. Ông ơi, ông cứu mẹ con và mọi người đi ông. Đâu có được. Tuy ta là thần, nhưng mà phải có quy tắc. Thần không được phép trực tiếp nhúng tay vô chuyện của nhân gian. Không sao, ta có một cách. Bởi vì ta biết duy nhất một người có thể cứu mẹ con và dân làng. Người đó chính là... Ai vậy thật? Bé Harry. Hả? Là con? Nhưng mà con còn nhỏ, làm sao làm được điều đó? Con biết không, ngày xưa đó là con cũng là thần giống ta ở trển á, nhưng mà con được giao nhiệm vụ xuống đây cứu giúp mọi người. Bây giờ con còn nhỏ, phép thuật con chưa mạnh đúng không? Dạ. Đúng thời điểm ta đã xuất hiện và ta sẽ khơi nguồn sức mạnh của con, đặc biệt dạy cho con lạc quyên trấn. Lạc quyên trấn. trên đường ta sẽ dạy con thêm. Mà nghĩ rồi lại rồi, con cũng là thần như ta, con tự mạnh đi. Dạ. Chúng ta lên đường thôi. Quốc Dương, ông ở đâu? Quốc Dương. Ta đây. Tại sao ông lại bắt mẹ con và mọi người? Hãy thả mẹ con và mọi người ra ngay. Nè, mẹ con và những người mẹ khác đang ở một miền đất hạnh phúc. Ta mời đến đây chứ ta đâu có bắt đâu. Không tin hả? Đây, ta sẽ mở cánh cửa cho con xem. Mát quá à. Ở chỗ này có nước tắm rồi, có đồ ăn ngon nữa. Đó. Mọi người đang rất vui vẻ mà, không làm vẫn có cái ăn cái mặc. Kìa mẹ con kìa, thấy không? Đi. Tới đây với mẹ đi con. Tới đi con. Bước qua cánh cửa đó đi con. Nhanh lên nào. Tới đây với nhanh mẹ lên đi nào. Con. Bước qua, bước qua, bước qua. Harry. Ông phải thả mẹ con ra. Kế hoạch ta sắp hoàn thành. Tự nhiên thần chim lạc vui mà không vui xuất hiện. Ngươi nghĩ là ngươi sẽ giúp con bé này đánh lại ta sao? Hãy xem đây. Thế lực bóng đêm. Con đừng sợ, mạnh mẽ lên. Hãy nhớ những gì ta dạy. Lạc quyền trấn. Dạ. Tuyệt chiêu đi con. Dạ. Quay. Dạ. Dạ. Các bạn lại hại chơi của mình ghét bạn. Mình xin lỗi. Mình không có cố ý. Mình chỉ muốn cứu mẹ và mọi người thôi. Harry. Harry. Mẹ. Harry. Mẹ ơi, vì của mẹ mà con đã làm cho bạn khóc rồi. Harry à, con không có lỗi gì hết. Con đã cứu ta đó chứ. Con trai, cách đây 9 năm khi con sinh ra đời, thế lực bóng đêm đã giết chết mẹ con và chiếm ngự thể xác của Phụ Dương. Và kể từ đó, Phụ Dương đã trở thành một vị vua hung bạo, không còn anh minh như trước kia. Và hôm nay Harry đến đây cứu mạng cho ta. Con lời cảm ơn Harry đi con. Mình cảm ơn bạn. Thần chim vui vẻ, chuyện này thật sao? Đúng rồi đó con. Con chính là khắc tinh của hung thần bóng đêm. Chỉ có con mới diệt được hung thần bóng đêm, cứu Quốc Dương. Cô bé, bây giờ có thể giúp ta thêm một chuyện được nữa không? Chuyện gì vậy Quốc Dương? Bấy lâu nay vương quốc của ta cây cối không mọc, trở thành mảnh đất cằn cỗi. Và đây, con hãy mang những hạt giống này và con hãy phủ một màu xanh để cho cây cối được đâm chồi nảy lộc, giúp ta nhé. Dạ. Sân khấu lấp lánh, không biết là cảm giác khi quay trở lại của nghệ sĩ Hữu Quốc như thế nào ạ? Với đêm chung kết tối ngày hôm nay và dành tặng cho bé Gia Hân của chúng ta một tiết mục như thế này ạ? Thực sự là cái duyên á, thứ nhất là cái tình anh em rất là sâu đậm với ca sĩ Quốc Đại. Thì mặc dù thời gian rất là ít, nhưng mà thấy được các bạn ở đây là từ những anh chị lớn cho đến các cháu, ai cũng là tập trung hết, nên là bắt buộc là phải có trách nhiệm cùng với các bạn tham gia đêm chung kết này. Dạ vâng, một tràng hỗ tay thật lớn xin được cảm ơn sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hữu Quốc. Và anh Hữu Quốc ơi, tôi nghĩ là Đại Nghĩa về già sẽ giống rất Hữu Quốc lắm. Tại vì cái nết diễn lẫy bên này nè, hiểu không? Ai làm thì làm, bên đây làm quá, múa giỏ, cuốn rồi xè rồi gung, rồi làm đủ thứ, rồi rớt xuống chết, trước khi chết còn làm mắt lé nữa, hiểu không? Có nghĩa là làm đủ thứ để lấy hình á. Riêng cái phần kịch nó không phải như là ca sĩ mà ra mình chỉ hát tốt nhất, mà còn phải cần hỗ trợ của các anh chị em, từ vai phụ, vai lót, ha, vai đi ngang qua, rồi vai trong cánh gà luôn để giúp đỡ. Một lần nữa xin cảm ơn cả một cái ekip rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Hân với cái tiết mục rất là giải trí như thế này, cô thấy được con vừa múa nè, vừa diễn kịch, rồi con còn múa võ, rồi có những cái tổ hợp con phải làm theo cùng với các cô chú vũ công. Một tràng pháo tay cho Gia Hân ngày hôm nay. Nãy giờ cái coi mà nghĩ cái mắc cười hoài à. Tại vì mình nhớ lại cái thời mà mình còn diễn cái mấy chương trình kịch thiếu nhi nhiều, mấy chương trình kịch ngày xưa đó, nó y chang vậy đó. Muốn làm gì làm, tự quy định nhân vật, tự quy định hoàn cảnh, tự quy định hết, đừng đòi hỏi tính hợp lý hợp lệ gì đây hết trơn á. Tự nhiên đâu có ông thần từ trên xà xuống y như con bồ câu bị sình bụng vậy đó. Rồi ông thần đâu xuống dạy cho nhỏ không biết dạy được 5 đường gì, đâu biết, rồi con kêu tự nhỏ mạnh đi. Không, tại bả cũng là thần mà. Ai bả cũng là thần chứ ảnh. Thì hồi nãy nói giỏi, tôi nói nó tự quy định đó. Tự nhiên tự quy định con nhỏ là thần ngày xưa đó, không ai biết tại sao nó là thần, rồi tại sao nó xuống đây, tại nó làm cái gì cái vai trò gì đây không biết đó. Xong rồi vô hoàng cung, ông vua tự nhiên có ông quốc dương con, nó không làm gì hết trơn, rồi ông ra ông ôm ba ông khóc. Vừa rồi Nghĩa nói ra chẳng qua là nó tức là những cái điểm mà mình mắc cười từ trong cái câu chuyện này, bởi vì đây là một cái câu chuyện màu sắc, nó dùng đất nào tôi cũng chả cần biết, thời nào tôi không quan tâm, miễn sao nó vui, nó lộng lẫy và cho con Gia Hân con thể hiện được những cái kỹ năng của con có là tốt rồi, kỹ năng diễn xuất của con, kỹ năng vũ đạo của con hay quá rồi còn muốn cái gì nữa. Cảm ơn cả ekip đã dành cho mọi người một cái tiết mục thiệt là vui. Một tràng pháo tay xin được cảm ơn tất cả mọi người và chúc mừng cho Gia Hân.